Hai ha. Thì bài đầu tiên á là mình sẽ học cái bài là vai trò. Vai trò sàng lọc của sông quý 1 ha. Các bạn đã thấy màn hình kia. Tức là cái bài xuân 12 tuần á. Dạ thấy rồi ba. Ok. Vậy được rồi, vậy thôi Vân. Được rồi Vân ha, chắc nếu cái kỹ thuật chắc nó cũng có gì đâu thì Vân có thể. Rồi. Rồi thì bây giờ mình sẽ học bài đầu tiên các bạn ha. Là cái bài vai trò của sông quý 1 trong thời đại tiền sản không xâm lấn. Thì thực sự thì cái tức là nó nói chung đến cái vai trò sàng lọc đó ha. Thì các bạn biết rằng á cái mình nhắc lại chút xíu nha. Thì các bạn biết đây là một cái mô hình, là một cái FMF nó có một cái bài rất là hay. Đó, nó nói về cái sự đảo ngược của hình tháp. Thì các bạn biết rằng đây là cái lịch trình khám thai từ cái thế kỷ thứ 19, tức là cách nay gần một thế kỷ rồi đó. Thì người ta mới thấy rằng lúc đó người ta bắt đầu quan tâm đến cái việc là phải chăm sóc sức khỏe của bà mẹ có thai. Cho nên người ta mới đưa ra cái lịch trình, Bộ Y tế Anh họ đưa ra cái lịch trình đi khám thai là 16 tuần á, là lần đầu tiên đi siêu âm khám thai. Sau đó mỗi tháng nè, rồi mỗi 2 tuần, và cái tháng cuối á, thì mình sẽ đi mỗi tuần. Tại sao người ta đưa ra cái lịch trình khám thai như vậy? Là vì người ta nói rằng á, những cái biến chứng của thai kỳ, ví dụ thai tiền sản giật, thai chậm tăng trưởng tử cung, sinh non, đúng không? Nói chung thì cái thời kỳ nào cách đây một thế kỷ hay bây giờ nó cũng là có những cái biến chứng xảy ra tự nhiên sau 32 tuần đi đẻ non, tự nhiên 36 tuần cái thai lưu trong bụng, vân vân. Mặc dù có thể thời điểm chúng ta chưa biết cái lý do tại sao rõ ràng, nhưng mình vẫn có những cái biến chứng nó xảy ra y như thời điểm này thôi. Thì người ta thấy rằng những cái biến chứng đó, nó focus vào 3 tháng cuối, cho nên như vậy phải tăng cường đi khám thai 3 tháng cuối vậy thôi, họ cứ nghĩ như vậy. Và người ta quý 1 nó đâu có đã biết được cái gì, quý 1 còn không có làm sao mà biết được nó có xảy ra cái gì hết trơn, lúc đó mới có 10 12 tuần. Cho nên đây là cái lịch trình từ cái thế kỷ thứ 19. Thì các bạn biết rằng trong khoảng 20 năm trở lại đây thôi, tức là từ cái thập niên 1990 á, 1991 92 là bắt đầu nói đến á, những cái siêu âm đo độ mờ da gáy. À thì lúc nó có nghĩa là những cái khởi điểm đầu tiên của cái siêu âm 12 tuần đó là cái siêu âm đo độ mờ da gáy. Thì người ta nhận diện rằng á, là cái thời điểm 12 tuần này mình có thể sàng lọc sớm các thai kỳ nguy cơ cao đó. Thì các thai kỳ nguy cơ cao mình có thể sàng lọc lúc 12 tuần, ví dụ như đo độ mờ da gáy nè ha, rồi đo đốt lên động mạch tử cung để sàng lọc tiền sản giật. Như cái vấn đề mà bây giờ nó khá là nổi cộm hiện nay đó là cái việc gì, việc đo độ mờ, việc đo cái đốt lơ kháng trở động mạch tử cung để mà dự phòng với tiền sản giật. Và người ta cũng đã chứng minh rằng nếu mà có những cái biện pháp can thiệp dự phòng nó có thể ngăn được cái biến chứng nó xảy ra đó. Cho nên là người ta khuyến cáo cái thời điểm 12 tuần là cái thời điểm rất là quan trọng, và mình có thể thực hiện được nhiều cái xét nghiệm, nhiều cái biện pháp tầm soát cũng như dự phòng. Thì nếu cái thai phụ đó thời điểm 12 tuần mà thuộc nhóm nguy cơ cao thì họ sẽ có một cái lịch trình khám thai riêng và sẽ có một cái chế độ riêng. Còn cái nhóm 12 tuần nguy cơ thấp này á thì sẽ đi khám thai như định kỳ. Thì các bạn thấy nè, cái này là chuẩn quốc tế ha, người ta đi khám thai siêu âm có 3 4 thời điểm mà. Chứ không phải mỗi tháng mỗi 2 tuần như mình đi. Mỗi tháng mỗi 2 tuần mình đi là nó vẫn như cái thế kỷ thứ 19 đó. Còn người ta bây giờ đây 12 tuần, người thai phụ tự biết 12 tuần là tới đó để đo độ mờ da gáy, để làm đủ thứ. Rồi sau đó cái lịch trình tiếp theo là 20 22 tuần, có nghĩa là hình thái, và sau đó là người ta làm 37 tuần luôn. Đó, 35 37 tuần chứ không phải là làm tới 32 tuần. Tại vì cái thời điểm này người ta đã tầm soát rồi, người ta tầm soát không thể nào có cái thai nhỏ lúc 30 32 tuần. Thì như vậy các bạn thấy cái lịch trình khám thai nó rất là thay đổi. Thì như vậy sau khi mình hiện nay á, với cái thời điểm hiện nay á, thì các bạn thấy người ta tầm soát những cái bệnh lý gì? Thì đây là một cái trang web rất hay mà các bạn
cần phải tất cả mọi người đều phải đeo, phải phải tham khảo cái trang web này, rất nhiều cái hay ho để học hành trên đây cũng như là tính toán mà làm chuẩn theo quốc tế. Thì các bạn lên cái fitanmedicine.foundation này, chắc các bạn cũng nghe nhiều tại cái này chị đã nói như rất nhiều cả gần mười mấy 20 năm nay rồi. Tại vì từ năm 2006 tức là nay là 14 năm 15 năm rồi ha, là đã bắt đầu mình làm cái triển khai cái việc xoăn đo độ mờ da ngày, là 2006 là kết thúc, là lần đầu tiên là về tự chủ là triển khai cái khóa học 12 tuần và sau đó từ từ mới triển khai cả nước. Thì như vậy là cả 15 năm nay, 16 năm nay là mình đã biết đến cái trang web này rồi. Thì các bạn lên cái trang web này fitanmedicine.org, hoặc là các bạn đánh fitanmedicine, đánh đúng cái chữ này fitanmedicine.org là nó ra cái web này. Thì các bạn thấy đây là cái thanh công cụ education nè, calculator, cái này là vô cái phần calculator để nó hiện ra những cái tính toán. Và rồi education đó, thì các bạn vô đây á thì các bạn sẽ thấy vẫn còn những cái tiếng nói ồn đó, có một số bạn nào nó vẫn chưa tắt cái mic giùm chị nè. Mình học mình mở ra đó rồi cho nó chạy, rồi mình vẫn làm việc, rồi mình nói chuyện nó ồn hết trơn. Bạn nào đó thì với bạn vào cái phần education này, tất chị sẽ giới thiệu xong, nhưng cái phần này là muốn nói các bạn là cái calculator. Thì các bạn vô đây thì các bạn thấy nó tính toán rất nhiều thứ, không phải tiền sản vật. Trisomy chỉ là một cái trong đây thôi, nó tính đánh giá nguy cơ tiểu đường, sảy thai, nguy cơ chết chu sinh, nguy cơ chậm tăng trưởng tử cung, nguy cơ thai to, nguy cơ gì, nguy cơ sinh non. Thấy không? Có nghĩa là không chỉ đơn thuần là tầm soát cái trisomy 21 thôi, không phải nhập đo độ mờ da gáy vô tính, nó chỉ là một trong cả chục thứ như vậy. Thì mọi thứ nó đều rất rõ ràng, ví dụ đo cái cổ tử cung bao nhiêu thì nó sẽ có cái nguy cơ sinh non trước 37 tuần là nhiều, trước 32 tuần là nhiều, nó ra một con số cụ thể, chứ không nói chung chung là cổ tử cung 20 mm là ngắn hay 25 mm là ngắn hay 15 mm là ngắn. Rồi nguy cơ tiểu đường, rồi người ta cũng đưa ra một con số cụ thể, người ta dựa trên những cái tiền căn cân nặng bệnh sử mẹ, rồi những cái xét nghiệm sinh hóa phối hợp vô, người ta ra một con số cụ thể đó. Thì các bạn sẽ thấy đây, trên đây là một cái trang web rất hay, và thực tế trên ở trên những cái nước đã phát triển người ta đang ở cái mức như vậy đó, và thật sự mình nếu mình muốn làm chuẩn thì đi theo vậy, mà thật sự nó không khó ha. Rồi còn ví dụ như các bạn có thể thấy là các bạn hay hỏi chị vì tức là nếu mình học bài chậm tăng trưởng tử cung thì hỏi cái chỉ số Doppler này là bao nhiêu, bình thường hay không, rồi đánh giá tuổi thai thì vân vân. Thì các bạn thấy trên đây nó có vô những cái phần mà các bạn để tra đó, sau sau đó thì lên trang web thì sẽ chỉ, nhưng mà tất cả nó đều nằm trên đây hết đó. Thì ví dụ đánh giá chậm tăng trưởng, đánh giá Doppler một cái thai 30 tuần, chỉ số PI như vậy là bao nhiêu là bình thường, RI như là bình thường, nó nằm trên đây hết, mình không cần thuộc ha, mình không cần phải hỏi trả bản gì trơn, lên online làm hết. Thì như vậy đây là một cái trang web rất là hay, và thực tế trên thực tế hiện nay các nước người ta đã phát triển đến như mức độ như vậy ha. Thì như vậy hiện nay ấy, đối với cái siêu âm 12 tuần ấy, thì hiện nay cái vai trò về cái việc tầm soát ấy, thì nó sẽ có những cái mà có thể khả thi áp dụng tại Việt Nam mình á. Thì đây là những cái mình có thể làm được nè. Thì đầu tiên là cái chính là cái tầm soát lệch bội nè, tức là cái bài 12 tuần chủ yếu về cái tầm soát đó là cái tầm soát đo độ mờ da gáy ha. Thì các bạn biết rằng người ta nói nhiều đến đau, tại sao nói nhiều đến đau, vì nó là cái bất thường nhiễm sắc thể hay gặp nhất. 13, 18, 21, ba cái trisomy hay gặp, thì trong đó đau là hay gặp nhất với cái tần suất là khoảng gì? 1 trong 500, 1 trong 700. Trong khi cái trisomy 13, trisomy 18 nó 1 trong 4, 5 ngàn lần. Mặc dù nó vẫn là trong ba cái bất thường nhiễm sắc thể hay gặp, nhưng mà nó là có thể là nó cái thằng đau này nó gấp 10 lần lớn hơn, 1 trong 500, 1 trong 700 là có một nguy cơ đau. Và cái điều quan trọng nữa là gì? Nó dễ bị bỏ sót, siêu âm không thấy cái mặt vậy đó, chứ siêu âm hình thái học bình thường hết trơn à. Cho nên là người ta rất mình rất là sợ, mình rất là sợ bỏ sót hay đau. Còn trisomy 13, 18 nó có đa dị tật, nó có những cái bất thường rất là điển hình, mình nhìn vô là mình biết nó có đa dị tật. Còn đau không có gì chơi, mặt nhiều khi sưng, mũi cũng có khi bình thường nhưng không ngắn. Cho nên tại sao khi nói đến tầm soát lệch bội, người ta chú trọng nhiều đến cái tầm soát đau là vì như vậy, là vì nó là cái bất thường mà dễ bỏ sót trên siêu âm hình thái học ha. Thì cái tầm soát lệch bội của protocol, theo cái protocol chuẩn của FMS, thì các bạn cần nhớ cái thuật ngữ combine test, tức là xét nghiệm chữ combine là phối hợp đó. Thì nó phối hợp cái gì? Nó phối hợp yếu tố tuổi mẹ nè, có nghĩa là người mẹ 30 tuổi nó sẽ có nguy cơ khác, người mẹ 40 tuổi nó có nguy cơ khác, càng lớn tuổi thì nguy cơ đau. Thứ hai là dựa trên xét nghiệm sinh hóa nè, ví dụ như là hai cái chất sinh hóa bắt bạn làm ở quý 1 nha, thời điểm quý 1 đó là double test,
các bạn nhớ cái hai, hai là double, thế nên mình phải quen thuộc với cái từ double là hai, sinh hóa beta axit và alpha. Cái thứ ba là cái siêu âm. Thì cái siêu âm ở thời điểm 12 tuần á, mình nghe nói nhiều đến cái gọi là gì, là cái đo siêu âm độ mờ da gáy và cái cộng nhịp tim thai ha. Tại vì những cái này là nó có cái liên quan đến cái nguy cơ khác nhau. Da gáy càng dày thì nguy cơ càng tăng, nhịp tim thai càng nhanh thì nó sẽ có nguy cơ gì, trisomy số 13 đó. Cho nên là các bạn thấy rằng người ta thấy những có cái sự khác biệt, đây là những cái mà có những cái sự khác biệt giữa cái người bình thường, giữa cái thai bình thường và cái thai bất thường, thì người ta sẽ dựa trên những cái yếu tố này để người ta ra một cái con số đó, thì người ta ra là nguy cơ. Thì ví dụ các bạn thấy rằng á, các bạn thấy rằng á, là đầu tiên mình nói đến cái yếu tố tuổi mẹ ha. Dù mình nói đến cái yếu tố tuổi mẹ nè, chạy đâu mất tiêu rồi đây. Thì đầu tiên người ta nói yếu tố tuổi mẹ thì các bạn thấy rằng á, cái tần suất đau nó tăng hẳn theo cái yếu tố tuổi mẹ nè. Có nghĩa là cái người mà trên 35 tuổi á, trước đây người ta nói là ngưỡng này gọi là cái ngưỡng nguy cơ cao đó. Tức là dưới 35 tuổi á, thì nó không gọi là mẹ lớn tuổi, nhưng mà trên 35 tuổi là mẹ lớn tuổi. Thì bắt đầu các bạn thấy cái tần suất nó tăng dọt lên, cho nên cái đường này nó đi lên hẳn từ cái giai đoạn 35 tuổi, cho nên đây được cái gọi là cái ngưỡng cut off. Cho nên cái thời mà sơ khai ban đầu có việc tầm soát hội chứng đau mà dựa trên yếu tố tuổi mẹ, có nghĩa là những cái người nguy cơ cao lúc đó chỉ dựa đơn thuần trên yếu tố tuổi mẹ, vậy thì trên 35 tuổi là đi chọc phổi. À, thì cái việc tầm soát dựa trên yếu tố tuổi mẹ, ai 35 tuổi trở đi là khuyến cáo chọc phổi, thì nó chỉ tầm soát được khoảng trên dưới 30% hội chứng đau thôi. Đó, các bạn thấy là mặc dù nó là cái nguy cơ cao là yếu tố tuổi mẹ, nhưng mà đa số cái dân số mà đi sanh đi đẻ là gì? Nó dưới 35. Đó, cho nên mặc dù cái tần suất ở dưới 35 tuổi nhưng mà cái mẫu nó nhiều, cho nên cuối cùng các bạn thấy đau nó bị đẻ ra ngoài vẫn rơi vô cái người trẻ chứ không phải người lớn. Còn người lớn nó lo đi tầm soát kỹ, nó đi chọc ổ, nó đi ấy là mình đã phát hiện được rồi ha. Thì các bạn sẽ thấy như vậy, đầu tiên là mình nói về cái tuổi mẹ, bây giờ cái sinh hóa nè, thì tại sao nó có sự khác biệt. Thì các bạn sẽ thấy ở cái thời điểm 12 tuần á, mình sẽ thử hai cái chất. Các bạn trước đây các bạn nghe đến triple test đúng không? Thì cái triple test á, là nó sẽ gồm ba chất ở thời điểm quý 3, tức là khi mà cái thập niên mà từ 70s-80s á, trước khi đo độ mờ da gáy á, thì người ta tầm soát đau dựa trên triple test. Thì cái xét nghiệm triple test là ba chất, nó cái thời điểm ở quý 2, beta HCG, alpha fetoprotein và UAA. Thì bây giờ người ta đã mua qua sàng lọc quý 1 thì người ta sẽ dùng hai cái chất đó. Thì hai cái chất mà sàng lọc ở quý 1 đó là free beta HCG và PAP A. Thì free beta PAP A, đây là thử hai cái chất thời điểm ở quý 1, thì các bạn thấy có cái sự khác biệt giữa cái nồng độ này là nồng độ beta HCG giữa cái thai bình thường, haploid là bình thường, và trisomy 21. Thì các bạn thấy là đối với những cái đứa bị trisomy 21 thì cái nồng độ beta HCG nó rất là cao. Đó, cái trung vị nó nằm ở đây. Đó, còn ngược lại cái nồng độ PAP A thì trisomy 21 là nó thấp. Các bạn thấy cái đỉnh nó nằm ở ngay dưới đây, có nghĩa là nó thấp. Cho nên khi mình cầm một cái xét nghiệm double test, đúng không? Mình coi một cái kết quả xét nghiệm double test, mình muốn biết tại sao cái ca này nó ra cái nguy cơ, thì các bạn sẽ thấy cái nồng độ beta mà nó tăng, ví dụ nó tăng 2 mom, có nghĩa là gì, nó tăng gấp đôi so với bình thường. Còn ví dụ nó không, PAP A nó giảm 0.5 mom, có nghĩa là nó một nửa so với bình thường. Đó. Thì các bạn cũng sẽ làm quen với cái chỉ số trung vị min of median mom, cái chữ mom này ha, min of median có nghĩa là nó không ra một cái con số thô 30 đơn vị trên lít hay 50 đơn vị trên lít, mà nó sẽ từ cái số thô đó nó chuẩn hóa theo cái gì, theo cái sắc tộc đó và theo cái chỉ số chuẩn của dân số đó. Thì ví dụ nó nói là bình thường là 30 gram trên lít, bây giờ nó nói 15 gram trên lít, thay vì nó nói 15 gram trên lít thì nó ghi là 0.5 mol. Các bạn hiểu không? Cho nên mình đặt cái chỉ số mom là một cái chỉ số đó, bây giờ tất cả những cái xét nghiệm là nó đã triver một cái ngưỡng so với chuẩn, cho nên nó rất là dễ hiểu. Mình thấy 2 mom có nghĩa mình biết là tăng gấp đôi bình thường, mình thấy 3 mom có nghĩa là nó tăng gấp đôi so với bình thường. Đó. Thì cái ý nghĩa của cái xét nghiệm sinh hóa là như vậy. Rồi cái thứ ba là cái độ mờ da gáy. Thì các bạn thấy cái thai 12 tuần ở đây,
thì người ta sẽ thấy rằng á, từ cái thập niên 90, năm chín mấy là bắt đầu người ta thấy những cái đứa mà nó có cái lớp da ngắn dài ở đây á, thì nó sẽ có tần suất đau tăng lên. Dù bạn thấy đây là cái dân số bình thường, cái gì nó cũng vẽ biểu đồ ra hết trơn. Nếu màu tím là đứa bình thường thì cái da cái nó trên dưới cái tức là cái độ delta là trừ SD trừ 1 đến cộng 1 thì nó nằm ở đây thôi, cái ngưỡng nó nằm ở đây thôi. Trong khi đau á, là nó trải dài ra, có nghĩa là nó vẫn tập trung ở, vẫn có những đứa đau mà xảy ra ở cái ngưỡng bình thường, và đã nhiều trường hợp đau thì nó sẽ nằm ở cái da gáy dài cực trên. Thì như vậy cái việc đo độ mờ da gáy của bạn á, khi các bạn muốn đo độ mờ da gáy chuẩn á, thì các bạn phải theo một cái khuyến cáo của một ấy. Thì các bạn biết FMF là cái đơn vị y học bào thai rất là nổi tiếng trên thế giới đó, mà cái trang web mà nãy chị đã giới thiệu các bạn đó. Thì các bạn phải, tại vì họ có phần mềm, các bạn là đo xong các bạn phải nhập vô, các bạn tính nguy cơ đúng không? Bây giờ da gáy 2 mm là nguy cơ nhiều, con số bao nhiêu phải có cụ thể, 1 trên 100, 1 trong 500. Nó sẽ khác nhau tùy theo tuổi mẹ, tùy theo tuổi thai. Chứ không phải là cái đứa nào da gáy 5 mm nó cũng có nguy cơ giống nhau. Nó khác ở cái người 20 tuổi khác, một cái người 50 tuổi khác. Hoặc là nó khác ở cái người tuổi thai 11 tuần khác. Cũng có da gáy 2 mm, 2.5 mm chẳng hạn. Nhưng 11 tuần là nó dài, mà đến 13 tuần 4 ngày là nó có thể là ở trên của bình thường. Cho nên mình phải nhập vô cái phần mềm là như vậy. Vậy thì mình muốn nhập vô phần mềm á, thì sao mình phải dùng cái chuẩn của họ. À, họ quy ước cái tuổi thai đầu tiên phải 45-84 mm. Như vậy cái đầu mông mà dưới 45, đo chiều dài đầu mông mới 40 thì các bạn không có đo. Các bạn đo nó nhập vô nó không chạy. Các bạn nhập vô cái phần mềm bé, bằng nhập vô 40 mm nó không chạy phần mềm. Nó quy ước cái tối thiểu là 45 mm và cái cực trên là 84 mm. Vậy mình phải tuân thủ cái tuổi thai ha. Thì mình sẽ đi từng từng bước, ví dụ đây là tuổi thai 45-84 mm. Cái thứ hai là cái tiêu chuẩn phóng lớn. Các bạn thấy đo da gáy cái hình này rất là đẹp, mà các bạn đo da gáy cái hình này thì không có đúng, tại vì nó không đủ độ phóng lớn. Người ta yêu cầu chỉ thấy đầu và một cổ. Cái hình này các bạn đo chiều dài đầu mông thì được, phóng lớn lên cái nguyên cái người em bé nó chiếm hết màn hình, nhìn rất là rõ, đo từ cực đầu tới mông. Thì cái hình này chuẩn để đo chiều dài đầu mông chứ không chuẩn để đo độ mờ da gáy. Cái hình này mình phóng lớn hơn chút, mình thấy đầu và cả bụng đây. Nhưng mà hình này cũng chưa chuẩn vì người ta chỉ yêu cầu đầu và cổ. Đó, thì cái hình cuối cùng mới chuẩn là các bạn chỉ thấy đầu và một phần cổ. Có nghĩa là các bạn phải dùng cái chế độ zoom. Các bạn dùng cái zoom mà zoom từng phần á, chứ không phải mà xoay bự 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 ra hết. Mà bấm cái zoom focus vô cái đầu và cổ, bung vào một cái. Các bạn đi thực tế thực hành, các bạn để ý các bác sĩ họ làm. Thì như vậy nó mới bung ra cái hình focus ở đầu và cổ. Tại sao mình phải phóng lớn? Tại vì với cái da gáy ở sau này các bạn thấy cái chỉ số bình thường có một chấm mấy à, một chấm mấy 2 mm. Khi các bạn phóng lớn lên thì các bạn nhích cái con trỏ bạn đo, ví dụ người thì đặt đây, nhiều người thì đặt đây, người thì xích vô đây một chút, người thì xịt ra một chút, nói chung nó có xê xích một chút, không ai mà đặt giống ai. Có người đặt đây, có người xích xuống dưới đây một chút, tại họ nói đây là chỗ rộng hơn. Có người thì xích lên đây một chút. Thì khi các bạn phóng lớn lên á, thì các bạn dịch cái con trỏ đi, nó xê xích chút xíu rồi không có 1 mm. Còn bây giờ bạn để cái hình nguyên cái người em bé như cái hình đầu tiên, bạn xích một cái đi cả 1 mm, và 1 mm đọc thành 2 mm, thành 3 mm. Trong khi cái này các bạn phóng lớn lên á, thì người đo 1.5, người đo 1.7, cái sự khác biệt nó không đáng kể đúng không, thì dẫn đến cái sự sai số nó không có nhiều. Cho nên á, thực tế đến giờ chị nói thật với các bạn, chị dạy cái bài này 15 năm nay rồi mà các hình á, mình làm mình cũng sẽ thấy đạt được cái hình chuẩn như vậy nó cực kỳ khó, nhưng mà mình sẽ cố gắng để tương đối đúng không. Chứ thực tế là nhiều cái hình đo rất là buồn, rất là buồn, những cái hình đo da gáy rất buồn, chắc là không học hoặc là học mình quên bài đó. Thì như vậy là mình phải tuân thủ cái những cái tiêu chuẩn của FMF. Bây giờ cái thứ hai, đầu tiên là độ độ phóng lớn, thứ hai là mặt cắt dọc giữa chuẩn. Đây là một cái hình ảnh rất là quan trọng, cái hình này thật sự chị lấy của FMF chứ không thể nào có cái hình đẹp như vậy được hết trơn á. Thì các bạn sẽ thấy cái focus đầu và cổ nè. Thì mặt cắt dọc giữa chuẩn người ta định nghĩa là đầu và cổ trên một đường thẳng, mình thấy không? Đây là đầu và cổ trên một đường thẳng. Sóng siêu âm gần như vuông góc với sừng mũi. Đó. Bây giờ các bạn phải tập thói quen là khi các bạn đo da gáy á, các bạn không có nhìn vô cái da gáy. Mình không có tập trung này, hồi xưa chị làm mới ban đầu làm chị cứ dòm thấy cái da gáy mà đẹp á là free lại để đo. Mình bỏ cái thói quen đó đi, mình tập trung mình nhìn vô cái mặt nghiêng của nó, nghĩa là mình thấy đây là sừng mũi nằm ngang, thấy cái mặt đầu cổ trên đường thẳng, giữa cằm và ngực có một cái khoảng trống vừa phải, có nghĩa là em bé không cúi không ngửa, trung tính. Rồi mình sẽ thấy cái điều quan trọng đây là cái xương hàm trên này các bạn.
Mình thấy xương hàm trên nó đi thẳng, nó không bị nối lên. Chị nói thiệt với các bạn, máy móc của mình và cái kỹ thuật của mình nó cắt 10 đứa thì chín chắc 100 ca thì 95 ca, 99 ca, 95 ca thì trên 90 ca thì nó sẽ là cái xương mũi nó nối lên, cái xương hàm trên nó nối lên đây, có nghĩa là nó không phải là mặt cắt chuẩn. Mà cắt dọc giữa chuẩn là các bạn sẽ thấy xương hàm trên đi thẳng ra, còn mình cắt lệch qua hai bên, cho nên mình thấy, nhìn mình để bên đây mình nhìn nè, cho nên nó chất lên, mình thấy cái xương hàm trên nó nối lên xương mũi, thì các bạn sẽ thấy cái hình đó, thì các bạn biết là mình cắt không chuẩn đó. Thì mình như vậy á, là mình sẽ thấy trước, nếu mà mình đọc cái dấu mà xương mũi hiện diện hay không thì các bạn lưu ý thế này: nếu các bạn có máy móc tốt và các bạn có đủ kiên, gọi là các bạn có đủ thời gian kiên nhẫn để các bạn tìm cái dấu xương mũi, thì các bạn phải cắt cái mặt cắt dọc giữa đây, đầu cổ trên đường thẳng, xương hàm trên đi ra không nối thẳng lên, đúng không? Rất là đẹp. Và các bạn để ý trước đây nó sẽ có ba cái điểm sáng. Trời ơi, máy mà không có máy này chắc phải máy là tuyệt đỉnh của GE hoặc Samsung gì đó thì nó mới thấy được ba cái điểm sáng trước xương mũi này. Thì đầu tiên là da chóp mũi, cái thứ hai là cái da trước xương mũi, và cái điểm sáng thứ ba cuối cùng đó là cái da cái xương mũi. Đó. Thì như vậy á, là mình phải thấy sự hiện diện của ba cái này thì mình mới nói đây là xương mũi hiện diện. Còn các bạn nhìn thấy bên đây này, không thấy, đây là da, đây là da tóc mũi, đây da trước xương mũi và cái điểm sáng sáng mình không thấy gì hết. Thì như vậy mình mới nói xương mũi có hiện diện hay không. Còn bây giờ máy móc của mình không phải là máy tuyệt đỉnh, mình không có đủ thời gian 40 phút 30 phút mình coi, mình đừng có làm cái dấu hiệu này, tại vì các bạn làm các bạn sai, người ta có các bạn nói không có. Chị khuyên các bạn không nên làm dấu này, ngay cả chị cũng vậy đó, chị cũng không đủ kiên nhẫn, không có thể mà có thời gian mà cái máy tốt để chị làm cái dấu này. Còn nếu các bạn có đủ máy móc thì các bạn hãy làm, các bạn có máy tốt, các bạn có thời gian thì các bạn làm. Thì cái phần mềm FMS cũng vậy đó, tức là bạn lấy cái bằng, bạn phải gửi được những cái hình đo xương mũi hiện diện chuẩn vậy này, nó mới cho bạn cái code là nhập xương mũi hay không. Thì ví dụ 12 tuần á, các bạn nhập da gáy vô, nếu các bạn nhập thêm cái dấu xương mũi hiện diện vô thì nó sẽ cũng sẽ làm thay đổi cái nguy cơ, ví dụ như là xương mũi hiện diện nó sẽ giảm nguy cơ. Bạn đánh vô xương mũi Epson một cái là cái nguy cơ nó dọt lên liền, tức là ngoài cái độ mờ da gáy thì cái xương mũi nó cũng là một cái yếu tố làm thay đổi cái nguy cơ rất là rõ rệt. Nhưng mà các bạn nhớ rằng á, FMS chỉ thấy nhiều người á hay đo xương mũi quý 2, quý 1, chỉ không hiểu đo để làm cái gì. Tại vì đối với phần mềm FMS các bạn nhập vô là bạn chỉ cần nó là present hay absent, có nghĩa là hiện diện hay gì, hay là bất sản thôi. Hiện diện là nó nguy cơ nó giảm, mà bất sản là gì? Nguy cơ nó tăng. Nhưng không cần đo 1 mm, 2 mm, nhiều người đo xương mũi 12 tuần thì thôi, cái chuyện đó chị thấy là không biết chắc Việt Nam là, chứ người ta không cần thiết phải đo, người ta chỉ yêu cầu mình trả lời có hay không thôi. À. Thì như vậy ở quý 1 nếu các bạn coi thì các bạn chỉ trả lời là hiện diện hay là không có thôi, đừng có mất công mà đi đo xương mũi, không phải đó là cái khuyến cáo chuẩn của FMS. Rồi bây giờ chị sẽ show cho bạn một số cái hình ảnh rồi bạn sẽ thấy đây là cái mặt cắt không chuẩn. Bây giờ mình nhìn cái hình này nè, mình thấy cái này đầu tiên là độ phóng lớn có không, có đủ, vì mình sẽ thấy đầu và gì, một phần của ngực, đúng, nó không lớn đủ đó. Bây giờ gọi là mặt cắt dọc giữa chuẩn đầu và cổ trên một đường thẳng, có vẻ đầu cổ trên đường thẳng đây, gọi không cúi quá, giữa cằm và ngực có một khoảng hở, đúng. Rồi xương mũi có vẻ là ở đây đúng không, sóng siêu âm luôn có vẻ là nó đang đúng cái đủ cái tiêu chuẩn. Nhưng các bạn nhìn lại đây, đây là không phải mặt cắt dọc giữa, mặc dù em bé đang đúng thế đó, nhưng mà mình đã không đúng mặt cắt dọc giữa, vì các bạn thấy nó có cái xương đi lên, thấy cái xương đi lên không, tại sao có cái xương gì ở đó, đó là do mình cắt lệch qua một bên, cái xương hàm trên nó nối lên xương mũi, cho nên mình nhìn đây mình thấy nó làm nham đây, cái xương hàm trên đây là cái hình chuẩn, xương hàm thẳng hàm trên đi thẳng ra, thấy không, thấy nó khác nhau không. Cho nên mà mình gửi lên hình FMS để mình lấy cái code mình đo, mình nhập vô mình vậy là mình fail chắc chắn luôn. Các bạn có thể những cái tiêu chuẩn khác các bạn không có đạt hết đó, phóng lớn rồi đầu cổ trên đường thẳng, giữa cằm và ngực vậy là gọi là trung tính, không cúi không ngửa, nhưng mà nhìn cái xương này là nó cho bạn fail ngay tức thì, tại vì bạn đã cắt bị lệch qua một bên, cái xương hàm trên nối lên. Cho nên đây là cái tiêu chí rất là quan trọng, không bao giờ mình, nếu mình gửi hình tay, hình này cũng vậy, hình này độ phóng lớn cũng có vẻ đủ đúng không, xương mũi đây có vẻ đây đây, nhưng mà thật sự cái này không phải xương mũi nha, mình đâu có thấy ba cái điểm sáng đâu, nhưng mà thôi đi, coi như cái mũi nằm ngang đây, sóng sơn vuông góc. Rồi bây giờ mình nói tư thế này là gì, là cúi, tại vì đầu và cổ nó đã biến mất cái khoảng rồi, nó cặp lại rồi, còn trung tính là nó vậy, nó phải có cái khoảng. À, thì như vậy mình nhìn là mình biết nó cúi, mình cứ thế em bé mà cúi như vậy á thì sao, mình đo cái đầu mông nó cũng ngắn lại, mình tính dự sanh sai, mặc dù với nó là siêu âm quý 1 ra rã là dự sanh chính xác nhất, nhưng mà em bé nó cong như con tôm, đo hụt của người ta 50 mm, đo còn 45 mm, nó lọt đi mấy ngày,
rồi mình đo da gáy nó sẽ bị chật lại, nếu cái em bé mà cúi là cái da gáy nó sẽ bị chật lại đó, còn em bé mà ngửa thì cái da gáy nó rộng ra, cho nên mình sai lệch đó. Như vậy là đây là cái hình không chuẩn đó, mình cố gắng mình nhìn những cái hình không chuẩn để mình khi mình đo mình cố gắng mình đừng có làm như vậy. Rồi đây mặt cắt này các bạn thấy không đủ độ phóng lớn đúng không, thấy tới cái bụng luôn rồi. Đầu và cổ cũng có vẻ trung tính, nhưng các bạn nhìn đây cái xương hàm trên có cái xương gì đây, cái xương gì nằm đây, xương hàm trên nó bị nối lên, có nghĩa là mình đã cắt không chuẩn. Cho nên chị nói các bạn rất là kỹ những cái tiêu chuẩn để các bạn cố gắng, rất khó nha các bạn, không phải dễ đâu, nhưng mà mình phải cố gắng hoặc là mình phải biết như vậy chuẩn để khi mình cắt á, là mình biết như vậy là không chuẩn. Mình muốn lấy cái hình mình gửi lên để cho người ta coi cho mình, ta chống đạt mình xài lấy code đây cái phần mềm free, nhưng mà mình phải làm cho chuẩn người ta cho mình xài, còn mình làm tầm bậy tầm bạ vậy vô tính sai nguy cơ là tính là sai cho bệnh nhân hết đó. Rồi bây giờ vị trí đặt con trỏ nè, bây giờ có ai quy định cho mình đặt ở đâu không, cắt nguyên cái đầu em bé đây đúng không, cắt dọc giữa đầu cổ trên đường thẳng ở sống siêu âm vuông góc đây, xương hàm trên đi thẳng ra không có nối lên, chuẩn hết, giữa cằm và ngực có, và nguyên cái chỗ này nè, đặt đây hay đặt đây hay đặt đây đặt đây, thì người ta nói sau cổ em bé thôi, người ta chả nói là cái 1/3 trên đầu, 1/3 dưới đầu hay ngay chắc giữa cổ và ngực, không ai nói hết, em bé đâu nói, nó chỉ nói là đo cái khoảng rộng nhất và đặt vị trí con trỏ trong trong. Thì các bạn sẽ thấy nguyên cái khoảng mờ này, thì các bạn sẽ thấy cái chỗ nào rộng nhất, mình ở đây đây đúng, mắt người nào cũng sẽ đồng ý đây, nhưng mà có thể chị thì đặt đây các bạn hơi xịt xuống một chút cũng không sao, nó sự sẽ lệch nó không đáng kể đó. Và mình sẽ quan trọng là đặt cái vị trí này đây, stick là đúng này, nó vừa tiếp giáp vô trong trong chứ không ăn lấn lên cái miếng sáng này nha, rất là quan trọng cái vị trí đặt, các bạn đặt vị trí sai là nó sẽ sai. Thì bây giờ có một số cái máy nó gọi là anti bám tự động nha các bạn, tức là nó đặt thế mình cắt cái, các bạn phải cắt cho được cái mặt cắt dọc dưới chuẩn, thì các bạn đặt cái khung NT vô ở bạn búng một cái thì nó sẽ ra cái, nó sẽ máy nó ra tìm cái chỗ nào trong đây là rộng nhất. Nó vì nó có cái sự nó nhận biết được cái sự khác biệt ở đây là mô này, mô dịch đây là mô da, nhưng mà nó cũng có khi sai, đặt vô vậy nó đo không đo đây, nó đo tụt dưới đây nè. Rồi có một số máy mới nữa, rồi kỹ thuật gì đó, rồi bung cái hình 3D quét một cái ra, chị hoàn toàn không có ủng hộ những cái hình, những cái việc đo độ mờ da gáy bằng bung 3D, cái đó nó thật hoàn toàn là chỉ là quảng cáo cho máy. Tại sao cái chuyện đơn giản cắt thiệt mà cắt thiệt dọc giữa để mình làm nó đơn giản hơn nhiều, mình đi làm một cái quét 3D mà các bạn biết cái hình ảnh 3D, nếu các bạn tái tạo, nếu các bạn không có cái mặt cắt dọc giữa chuẩn này, các bạn không bao giờ làm ra được. Hoặc giống như nó nói trong những cái chức năng của tim đúng không, những cái chức năng 4D 5D của tim, các bạn không cắt được mặt cắt 4D chuẩn, 4 buồng từ mặt cắt 4 buồng chuẩn, thì các bạn không bao giờ máy nó tạo ra được những cái mặt cắt khác. Thì như vậy tại sao khi đã 4 buồng chuẩn rồi thì mình coi những cái mặt cắt buồng thoát khảo sát tim rất là dễ, hoặc là khi mình đã cắt được cái mặt cắt dọc giữa chuẩn như vậy rồi thì tại sao mình không đo luôn, mình phải đặt mình quét 3D lên, mình vẽ tới vẽ lui giống như mình ngồi mình mất thời gian mà gì mà nó sai lệch. FMF không ai khuyến cáo, không có một cái tổ chức y học nào khuyến cáo việc đo da gáy bằng 3D ngoại trừ mấy cái người bán máy. Cho nên là chị rất lên án cái việc mà những cái người mà đi quảng cáo đi đi bày cái trò ra là đo độ mờ da gáy bằng cái 3D ha, nó gọi là waste time và nó không có một cái giá trị gì hết. Các bạn chứ còn các bạn tưởng tượng như có một cái máy mà em bé nó nằm úp xuống mà nó quét một cái mà nó ra cái 3D thì cũng hay làm đó. Nó không có làm được điều đó. Các bạn phải có một cái tư thế chuẩn trên 2D, từ đó máy nó mới quét ra. Cho nên nếu vậy thì mình đo luôn đi, mình đừng có bày vẽ ra. Thì các bạn thấy rằng trên thực tế là 2020 ở những cái bệnh viện rất là lớn, đây là những cái hình ảnh của bệnh viện lớn không các bạn, và đây là những cái hình đo da gáy, các bạn nhìn nó có buồn không? Hết sức là buồn. Hết sức là buồn đó, đo mà không đo đầu mông cũng được, không có phóng lớn coi người nè, vậy mà cũng làm màu đỏ màu hồng rồi lên cho nó lè lẹt luôn. Đây là cái thực tế rất là nhiều khi việc đo da gáy hiện nay ở những cái bệnh viện rất lớn, mình tránh những cái điều này, cố gắng mình chụp cái hình ra để người khác họ thấy cái kết quả của mình, họ cũng gì họ không tin tưởng, hoặc là mình là bác sĩ khám thai này, theo dõi bệnh nhân này, mình biết là cái hình chuẩn gì không chuẩn, đo sai, đo vậy là đo sai cho người ta bắt đo lại. Rồi thì bây giờ cái việc đó là nãy giờ mình nói về cái vấn đề kỹ thuật đo đạc như thế nào. Thì bây giờ FMS nó làm nghiên cứu, nó nói rằng những cái da gáy bịch, đây là cái đường này các bạn sẽ thấy là cái đường trị số bình thường của da gáy theo tuổi tuổi mẹ à, đây là cái, không xin lỗi, đây là cái nguy cơ theo tuổi mẹ chuẩn này, theo tuổi mẹ
Đây là cái nguy cơ sanh con hội chứng đau theo tuổi mẹ là cái đường xanh này. Bây giờ khi các bạn đo da gáy dày thì tất nhiên là gì, nguy cơ nó dọt lên. Người tại vì người ta làm cái cuốn ta thấy như vậy, cái tần suất ở cái group da gáy dày thì bao nhiêu, hội chứng đau so với cái da gáy bình thường thì bao nhiêu, thì nó sẽ ra một cái con số là nó tăng lên bao nhiêu. Và ngược lại, nếu da gáy bình thường, ví dụ một cái bà 45 tuổi là cái nguy cơ rất là cao, bây giờ đo da gáy bình thường, nguy cơ nó rớt xuống, nó rớt xuống, nó rớt xuống thôi nha, chứ mình đừng nói người ta bình thường nha. Các bạn nhớ điều đó, da gáy là một biện pháp đo da gáy là sàng lọc. Vì như vậy xét nghiệm sàng lọc chỉ trả lời là nguy cơ cao, nguy cơ thấp. Da gáy em bình thường, con em nguy cơ thấp, nhưng mà vẫn có tỷ lệ sống, đúng không? Còn bây giờ một cái người có da gáy dày, nó chỉ là nguy cơ tăng lên, vẫn nhiều khả năng con em bình thường. Đó. Cho nên các bạn nhớ rằng nó chỉ là một cái xét nghiệm sàng lọc và nó sẽ làm thay đổi cái nguy cơ nền tảng ban đầu. Người đó sẽ nguy cơ tăng lên hoặc người đó sẽ nguy cơ giảm xuống. Thì đây là một cái nghiên cứu mà người ta cho thấy là đây là tất cả những trường hợp đau trisomy 21. Và các bạn thấy đa số 75% đến 80% những trường hợp hội chứng đau có da gáy dày nằm ở trên mắt phân biệt thứ 95. Đó. Thì bây giờ mình biết rằng thai này hoặc là bất cứ cái gì nó cũng có một cái dao động từ mắt phân biệt thứ 5, đây là đường dưới. Có một cái đường, cái khoảng dao động theo tuổi thai, đúng không? Tức là đây là chiều dài đầu mông này, 45 đến 84 này. Thì nó sẽ có một cái khoảng dao động là bình thường. Đây, đường Bách Vân Thiện thứ 5, đường Bách Vân Thiện 95. Có nghĩa là 90% dân số là nó nằm trong cái khoảng này. Gọi là cái Bách Vân bị cái đường phân bố chuẩn, 90% dân số nó nằm này. 10% còn lại nửa trên nửa dưới. Thì bây giờ đây là những cái đây là cái trị số bình thường đi. Các bạn thấy là cái da gãy nó trên dưới tối đa là 2 mấy mm. Đúng không? 2 chấm mấy là cái cực trên ở những cái tuổi thai lớn 13 gần 14 tuần thì cái da gáy nó hơi dài. Còn bây giờ cái đầu mông mà 45 50 đó, cỡ 11 12 tuần á thì da gáy nó trung bình nó khoảng 1 chấm mấy thôi. Đó, cực trên đó là 2. Thì bây giờ đây là tất cả những trường hợp đau thì cho thấy cái gì? Nó dài. Và như vậy sẽ còn khoảng 25% những trường hợp đau mà da gáy nó gì? Nó bình thường. Cho nên là nó sót, nó sót. Thì như vậy người ta tới người ta siêu âm độ mờ da gáy, các bạn cứ nói với người ta, ồ da gáy em bình thường, em bé tốt nha, rồi mai mốt nó ra nó đẻ đau, giờ là lỗi ai? Lỗi các bạn đo sai à? Không, không phải. Lỗi các bạn không phải đo sai, mà các bạn không tư vấn cho người ta. Các bạn không tư vấn, các bạn phải nói đây là xét nghiệm sàng lọc, tỷ lệ tầm soát đạt tối đa là 75-80%, vậy là mình sót 20-25%. Tại sao sót? Tại sao không sót? Là vì em bé có đau nhưng mà nó rơi vô cái đứa da gáy bình thường. Chịu thôi. Tại vì đây là xét nghiệm sàng lọc, mình phải chấp nhận tỷ lệ gì? Âm tính giả. Có nghĩa là người ta bị mà mình nói âm tính. Thai phụ phải hiểu điều đó. Thì người ta sẽ không kiện tụng mình. Còn mình cứ siêu âm và mình cứ nói da gáy bình thường, em bé tốt, về về rồi. Sao? Còn bây giờ mình nói siêu âm bình thường, em bé nguy cơ thấp là khác rồi nha. Người ta sẽ hiểu liền, à đấy là có tỷ lệ xét nghiệm, có tỷ lệ sót nha, sàng lọc mà nhiều đứa nó đau mà da gáy vẫn bình thường. Bây giờ em muốn làm kỹ thuật tốt hơn ha, thôi làm NIPT ha, tỷ lệ 99%, ta bỏ mấy triệu thôi làm. Còn nói thôi em không có tiền, vậy thôi em làm như đấy. Hiểu không? Cho nên mình phải, khi mình đo da gáy mình phải hiểu như vậy. Thì đây là cái nghiên cứu, rất là nhiều nghiên cứu từ năm 98, 2000, hay là nói chung là rất nhiều nghiên cứu về cái tỷ lệ tầm soát đau ở cái tuổi mẹ phối hợp với da gáy, tức là chỉ dựa đến thuần trên NT á, không tuổi mẹ và NT thôi. Còn đây là cái cột mà nó có xét nghiệm thêm cái double đó, như nãy chị nói cái sàng lọc chuẩn là phải do tuổi mẹ nè, NT và double test là beta HCG và papa. Thì các bạn sẽ thấy rằng nếu chỉ dựa đơn thuần trên NT á, đo da gáy không á, thì cái tỷ lệ tầm soát bạn thấy nó nhiều, nó dao động từ 70-80 đúng không? Thì các bạn sẽ thấy nó sẽ dao động từ 70-80%, có khi có nghiên cứu có 50-60% thôi, có nghĩa là nó vẫn có tỷ lệ sót đây 50-82%. Còn nếu các bạn phối hợp thêm cái double test với điều kiện là xét nghiệm này chuẩn nha, còn bây giờ chỉ thấy nhiều phòng xét nghiệm lắm làm đủ thứ hết, nhưng mà cái máy đó nó có chuẩn không, có phải đúng như khuyến cáo FF và nó có cái trình tự chuẩn không, chứ hơn nó dương giả nhiều lắm các bạn ơi, cứ đo làm double triple ra nguy cơ miết à, mà hồi nó ra bình thường hết trơn.
Cho nên trong cái điều kiện là đo chuẩn và cái máy này chuẩn thì các bạn sẽ thấy rằng cái độ nhạy nó lên được 75-93%, có nghĩa là nó có cải thiện so với gì, so với NT đơn thuần đó. Thì bây giờ đây là một cái slide rất là hay để cho các bạn tư vấn, nếu mình là cái người đi tư vấn thiền sản. À, bây giờ mình cầm cái tờ siêu âm rồi mình đọc cho bác sĩ trả lời. À, da gáy 5 mm, da gáy 3 mm, ngoài cái việc là mình có một cái con số, cái con số dựa trên double và NT là 1 trong 500, 1 trong 1.000 gì đó ha. Thì đây là một con số tổng thể, một cái slide tổng thể để các bạn cần thì các bạn sẽ tư vấn. Thì da gáy càng dài, nguy cơ bất thường nhiễm sắc thể càng cao. Tuy nhiên vẫn có những cái trường hợp bất thường nhiễm sắc thể mà da gáy bình thường ở đây, nó rơi vô đây. Rồi thứ hai, ngoài cái việc bất thường nhiễm sắc thể, nguy cơ bất thường nhiễm sắc thể, thì những đứa da gáy dày nó còn cái nguy cơ gì nữa? Những đứa da gáy dày nó sẽ còn có nguy cơ thai chết trong bụng mẹ. Các bạn không biết đâu, đo da gáy dày làm sinh tiết ngay nhau bình thường rồi cái tự nhiên nó luôn rồi nó nói mình đó, có phải bác sĩ chọc nhau em nó bị chết bụng không đó. Hoặc là chọc ối làm chết bụng em bé không, tự nhiên sao hôm bữa thấy nguy cơ đau rồi chọc ối kết quả bình thường vậy, em bé nó luôn rồi, có những ca gần chết gần tới ngày nó luôn, rồi những ca vừa đẻ ra nó luôn. Nói chung á, các bạn, nếu các bạn theo dõi cái outcome các bạn sẽ thấy nó cái nguy cơ nó nhiều cái lắm. Và cái thứ ba đó là bất thường nhiễm sắc thể, ngoài cái bất thường nhiễm sắc thể thai chết nó sẽ có thêm cái nguy cơ dị tật. Thì các bạn nhớ rằng da gáy dày nó sẽ có bất thường thai, cho nên cái bài siêu âm mà quý một á, chị nhắc lại các bạn trong khi mà chị dạy cái bài siêu âm mô hình thai quý một á, là khi da gáy dày là cái rất quan trọng là các bạn phải coi cái hình thái. Tại da gáy dày 50% da gáy dày có bất thường cấu trúc. Bây giờ siêu âm thấy da gáy dày rồi mà nếu mình coi kỹ nữa mình thấy có bất thường cấu trúc thì thôi mình chọc ối, hoặc là nếu những cái bất thường cấu trúc rất nặng mình đi bỏ thai, mình không cần làm NIPT. Còn bây giờ mình không coi cái người siêu âm, không coi gì ngoài cái việc đo da gáy 3 mm, 5 mm chấm hết, không đặt cái gì hết. Tại vì không biết khảo sát quý một hoặc là không quen. Rồi cái bác sĩ lâm sàng cho đi làm NIPT. Cho anh làm NIPT nhiều cái nó bình thường, cái hồi đến lúc 5 tháng nó đa dị tật, các bạn thấy khổ không? Mà những cái đa dị tật đó ở quý 1 đã nhìn thấy rồi. Hologram Savali thể không phân chia thì quý 1 mình đã thấy rồi mà mình không coi được. Đó, nếu mình thấy được cái đó thì đã không đi làm NIPT, đã không phải cho người ta chờ đến 5 tháng mới thấy, thì như vậy nó rất là muộn màng. Đó, thì như vậy cái bất thường lớn mà các bạn nhớ đối với da gáy dày, nó ngoài cái bất thường da gáy dày nó có liên quan bất thường nhiễm sắc thể, nó sẽ có cái nguy cơ càng dài thì nguy cơ bất thường cấu trúc càng lớn. Và đặc biệt các bạn nhớ một điều, cái bất thường hay gặp nhất đó là gì, là dị tật tim. Cho nên là ở nước ngoài nhiều cái ca mà da gáy dày á, sau khi loại trừ bất thường nhiễm sắc thể đến 16 tuần là người ta 16 20 tuần tùy theo là người ta phải siêu âm lại bởi một cái người chuyên sâu về tim. Còn bây giờ mình với tỉnh mình coi cái tim không ra phải không, cái đó không trách mình đâu, mình coi suốt mà mình coi từ đầu tới chân cả người lớn, sau coi cái tim em bé cho ra, chỉ coi tim thì không còn phải nói 20 năm bắt đầu mới thấy là cảm thấy tự tin, sau khi học không biết bao nhiêu course với ông thầy mới thấy tự tin coi cái tim. Mà nhiều khi coi xong mà ra bên di động nó coi nó cũng khác, mình nó đẻ ra nó cũng khác. Thì như vậy á, cái da gáy dày là một cái yếu tố rất rõ của dị tật tim, mình phải coi kỹ cái tim. Lúc 12 tuần mình đo da gáy mình coi tim, và nếu mà đúng là như vậy á, hoặc là mình phải hẹn người ta lại 16 tuần, hoặc là mình gửi người ta đi một cái người chuyên sâu về coi tim, chứ mình đừng có chủ quan. À, da gáy dài xong rồi bình thường rồi, loại trừ bất thường là nếp âm tính rồi, rồi thôi yên tâm rồi, hỏi ra gì tật tim phức tạp 5 tháng bỏ thai rất là tội nghiệp cho thai phụ ha. Tốn mớ tiền xong cuối cùng nó mang nặng thêm 5 tháng nữa, thai bị 3 tháng dẹp nó mất tiêu, hút ra mất tiêu rồi, kéo đến 5 tháng. Lúc đó là chị hồi đây chị làm thì thấy nhiều cái hậu chị đau khổ cho bệnh nhân lắm, thành là các chị nhắc các bạn những cái điều đó để mình phải nói mình làm đúng với cái thực sự đúng chuẩn, chứ mình đừng có bị gọi là bị những cái trào lưu ha, bị những cái giống bây giờ NIPT nó quảng cáo kinh khủng luôn, ai cũng làm NIPT, người người nhà nhà làm NIPT, phòng mạch rút máu làm NIPT đó, cái hậu của nó rất là lớn. Rồi bây giờ đối với những cái da gáy dày á thì thật sự đây là những cái bất thường, vậy thì cái khả năng nó khả năng sống một cái đứa bình thường như thế nào, đây là cái slide cho các bạn thấy. Ví dụ ngay cả da gáy từ 3.5 đến 4.5 đến nữa thì 70% nó sẽ bình thường, nó dài hơn thì cái khả năng nó giảm xuống. Đó là một cái slide rất hay, nếu các bạn nên cái slide đó để mình tư vấn cho thai phụ. Rồi bây giờ mình nói chút xíu, tại cái này
chị không có phải là cái người sâu về di truyền để chị nói với các bạn một cách chi tiết à, và thật sự những cái này nó cũng rất là nhiều cái điều khó hiểu trong đó, và những cái hãng nó cũng giấu dữ lắm, nó không có nói rõ đâu, mình cũng không có biết nó làm cái gì ở đằng sau đó đâu. Nó nói như vậy cái mức độ chính xác như thế nào nó cũng giấu dữ lắm, nhưng mà cái nguyên cái nguyên lý là như thế nào. Thì từ những cái năm thập niên 90 ấy, là người cái ông Dennis Law ở Hồng Kông, cái ông đầu tiên nói về cái vấn đề này, gần như cái ông đầu tiên mà thế giới người ta công nhận đó, là người ta nói là từ nhau thai từ cái tuần thứ tư thứ năm rồi, thế các bạn thấy thai mới 4 5 tuần tuổi thôi, là những cái nhau nè, đây cái nhau nó bám vô người mẹ, thì cái nhau nó đây thì nó có một số cái gọi là cái DNA tự do của thai, đây cái thai đây nhiễm sắc thể thai, thì cái DNA tự do là những cái gốc nó bị rớt ra, nó trôi nổi tự do, thì những cái DNA có nguồn gốc thai mà từ nguồn gốc bánh nhau nha, chứ không phải thai nha, từ nguồn gốc bánh nhau, các bạn nhớ DNA của nhau chứ không phải là của thai, mặc dù nhau gần như nó là thể hiện cái thai mà nó loại nó, nhưng mà nó vẫn có sai trong những cái trường hợp thể khảm, có nghĩa là cái nhiễm sắc thể của em bé nó khác với nhiễm sắc thể của bộ nhiễm sắc thể nhau, thì nó rơi vô cái thể khảm, có nghĩa là cái nhau đó nó khác với em bé. Các bạn đọc nó bình thường nhưng mà vì nó khảm, nó bất thường nhưng mà vì nó khảm, có nghĩa là cái nhau bất thường em bé bình thường, có nghĩa là nó có cái sự sai lệch như vậy đó. Thì các bạn sẽ thấy là những cái DNA tự do này nó sẽ vô cái tuần hoàn máu mẹ, mà từ cái tuần thứ tư người ta đã thấy rồi, thì như vậy người ta rút máu mẹ thì người thấy trong đây có những cái DNA vừa của thai vừa của mẹ à, ví dụ DNA màu xanh là của mẹ còn DNA màu trắng của thai, thì người ta rút máu người mẹ ra, người ta sẽ dùng những cái kỹ thuật để người ta ly trích, người ta phân tích, người ta tách biệt ra những cái này, người ta chỉ lấy cái phần của thai thôi. Thì người ta có thể làm thêm những cái phương pháp, ví dụ người ta dùng cái phương pháp người ta đầu đọc để người ta đọc trực tiếp, hoặc người ta sẽ dùng cái phương pháp đếm. Thì theo cái test harmony á, là cái test harmony là hồi xưa của Arinoza, bây giờ nó chuyển qua bên Roche, thì người ta sẽ dựa trên cái kỹ thuật đếm. Còn bây giờ những cái công nghệ mới thì thật sự chị không có nghiên cứu sâu, chị không có nói được nó làm thêm cái đọc, nhưng mà người ta dựa trên cái gọi là cái số lượng nó tăng thêm. Thì các bạn thấy rằng cái bất thường nhiễm sắc thể thì nó làm sao, nó có dư một cái nhiễm sắc thể đúng không, hay như cái đứa bình thường nó chỉ có hai cái nhiễm sắc thể số 1, bây giờ cái đứa bất đứa trisomy 21 nó có 3, thì như vậy cái DNA tự do nó phải nó tăng lên 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 50% không đó. Nhưng mà thật sự cái số lượng của nó chỉ tính trên cái số trisomy 21 thôi á, thì nó sẽ thấy rằng cái số lượng tăng lên nó khác biệt, ví dụ tùy theo cái phyton fraction. Cho nên khi các bạn coi cái kết quả xét nghiệm sinh hóa đó, nếu mà bạn thấy nó ghi cái fetal fraction là 10% rồi, vậy là các bạn sẽ thấy yên tâm, nó nói tối thiểu phải 4%, có nghĩa là so với cái tuần trong tuần hoàn máu mẹ thì cái thằng thai nó khoảng 10% á, thì khi đó nó đọc mới được. Còn ví dụ như 5% 7% hay nhiều khi nó quá ít thì nó không đọc được, thì nó cái kết quả nó không trả lời được. Cho nên cái tỷ lệ fetal fraction là cực kỳ quan trọng trong cái kết quả NIP, để mình tin vô cái độ chính xác của nó. Thì các bạn thấy tất cả cái kết quả NIP nó chuẩn là nó phải ghi cái fetal fraction vô, có nghĩa là cái phần trăm cái DNA tự do của thai trong máu mẹ như thế nào, thì người ta sẽ làm, người ta sẽ thấy là nó sẽ tăng lên 5%, dù đây là 10% thì người ta thấy đứa trisomy 21 nó sẽ tăng lên 5%, thì như vậy nó nhận diện được đây là cái trisomy 21 hay 13 18 gì đó. Và các bạn biết rằng cái tỷ xét nghiệm này cực kỳ chính xác đối với một chứng đạo đó. Thì nó làm những cái nghiên cứu đa trung tâm rất là nhiều, có những cái nghiên cứu mà của hãng thì chị không có dẫn chứng ra đây, nhưng mà đây là cái nghiên cứu của FMF của tác giả Kiprop Nicolaidis năm 2017. Thì các bạn sẽ thấy rằng nó làm một cái nghiên cứu mà nó làm một cái bài mà meta analysis, có nghĩa là nó tổng hợp lại, nó phân tích gộp lại những cái nghiên cứu của rất nhiều tác giả, thì cho thấy là cái tỷ lệ đối với Down nó lên đến 99%, có nghĩa gần như nó tuyệt đối, nó là trên 99% là như vậy. Và hiện nay một số nó đối với những cái T13, 18, 21, tức là ba cái nhiễm sắc thể hay gặp, nó đạt trên 99% thôi. Đó. Và một cái rất là hay của cái xét nghiệm tiền sản không xâm lấn đó là cái tỷ lệ nhân giả nó giảm xuống nhiều lắm. Hồi xưa các bạn làm cái double test, các bạn nhớ rằng double test, triple test, combine test thì nó dùng cái ngưỡng set up ở cái độ dương tính giả là gì, 5%, có nghĩa là 10% 5%, có nghĩa là mình hiểu rằng 100 thai phụ đi sàng lọc sẽ có 5% dương tính giả, có nghĩa là người ta không có bị mà nó ra xét nghiệm trả lời dương tính. Thì như vậy những cái đứa đó nó phải đi làm tiếp xét nghiệm
xâm lấn ở chỗ, thì cái số lượng sinh thiết gai nhau chỗ nó bị tăng lên. Trong khi đối với cái NIPT á, thì cái tỷ lệ dương giả cực kỳ thấp, có nghĩa là các bạn thấy 0.08, có nghĩa là nó so với 5% mà nó giảm nhiều ghê lắm. Thì như vậy những cái đứa nào mà nó ra dương tính là gần như chắc chắn nó bị, nó không có chuyện dương giả, cho nên nó giảm được cái số lượng chỗ. Nhưng mà với những cái khuyến cáo hiện nay của tất cả các hiệp hội, NIPT nó vẫn là một xét nghiệm sàng lọc, có nghĩa là sau khi các bạn ra dương tính thì các bạn muốn ra cảnh thơm, muốn bỏ thai thì các bạn vẫn phải thì vẫn chạy chọc ối. Thì đây, đây là cái nghiên cứu, ở đây là một cái con số so sánh về cái tỷ lệ dương tính giả của NIPT so với những cái tầm soát hội chứng đau bằng những cái phương pháp phổ biến khác. Đây là sàng lọc quý 1 nè, thì cũng phải 5% vân vân. Thì các bạn thấy rằng cái tỷ lệ phát hiện của NIPT nó tăng lên gần như tuyệt đối, mà đặc biệt là cái phiton, cái phone positive rate, tức là tỷ lệ dương tính giả nó gần như là không, rất là thấp. Thì cái bài này soạn ở thời điểm là bất lợi với NIPT, đó chính là cái giá thành mà thôi. Ngoài ra nó, các bạn nhớ rằng một điều nữa rằng mà bây giờ cái giá thành nó giảm xuống rồi đúng không, nó còn trăm mấy, 200 đô vân thôi, thì nó đã giảm rất là nhiều, và đó là một cái công giá rất là hợp lý, phù hợp với nhiều người. Thì cái điều quan trọng của NIPT các bạn nhớ, khi các bạn tham gia cho người ta chỉ định, đây là một cái nghiên cứu ở ở Thụy Điển đó. Thì cái nghiên cứu ở Thụy Điển này á, cái tác giả Tabor này là ông, một cái bài giáo sư rất nổi tiếng của Thụy Điển. Tại sao cái nghiên cứu Thụy Điển á, là vì nó mặc dù dân số nó đẻ năm nhá, chỉ 60.000 ca thôi, nó ít hơn cái từ vũ đẻ nên vũ đẻ năm 70-75.000 ca, cả cái nước Thụy Điển năm có 60.000 ca xăm thôi. Và tất cả những cái ca xăm đó người ta đều nhập vô dữ liệu, người ta có cái outcome để người ta so, người ta cho nên những cái nghiên cứu của Thụy Điển là những cái nghiên cứu khá là gọi là gì, nó đại diện cho một cái cộng đồng dân số thật sự, mà nó lại có một cái outcome, một cái data rất là rõ ràng, vì tất cả đều được nhập vô gọi là cái hệ thống về bất thường so sánh. Thì các bạn thấy rằng cái siêu âm đối với cái thời điểm 2014 người ta làm cái nghiên cứu này, thì tất nhiên bây giờ những cái NIPT về sau thì nó có những cái thay đổi, những cái ấy hơn, nhưng mà các bạn sẽ thấy rằng cái NIPT nó bỏ sót những cái bất thường nhiễm sắc thể khác. Tại vì các bạn biết rằng mình chỉ là gì, 13, 18, 21 thôi. Còn bây giờ những cái bệnh mà hiếm, những cái bất thường nhiễm sắc thể 15, những cái bất thường nhiễm sắc thể 22, hoặc nó không phải bất thường số lượng, nó vi lập đoạn, thì cái NIPT nó cũng có một số cái xét nghiệm, nó tầm soát một số cái vi lập đoạn, tức là nó không phải bất thường nguyên một số lượng mà mất một đoạn này chuyển qua một đoạn kia. Nhưng các bạn sẽ thấy rằng đối với những cái bệnh hiếm tần suất thấp thì cái giá trị tiên đoán dương tính của nó không cao, mặc dù nó nói ra nguy cơ đi rọt, ra nguy cơ của cái bên mất đoạn nhiễm sắc thể này, nhưng mà cái giá trị tiên đoán của nó không cao. Nó có thể là giá trị tiên đoán là 50%, 70%, nó nói 2 ca nó sai 1 ca, nó nói 3 ca nó sai 2 ca. Cho nên mình phải lưu ý, cho nên không phải là các bạn cứ chỉ biết, các bạn sĩ sản nhiều khi không hiểu vấn đề này. NIPT bây giờ ba nhiễm sắc thể hay gặp, hay là làm cả bộ, cho làm cả bộ luôn, tại vì càng làm đâu có nhiêu tiền, 3 triệu với 5 triệu nó hơn 2 triệu, một bên làm 3 cặp nhiễm sắc thể, một bên làm 21 cặp nhiễm sắc thể, là nên hay không? Hoàn toàn không nên nha các bạn. Tại vì những cái bệnh tần suất hiếm thì nó dương, giá trị tiên đoán dương tính nó thấp. Và như vậy các bạn vô tình là các bạn đưa ra một cái về gì, một cái tầm soát mà cái giá trị nó không tốt thì nó dẫn đến dương giả. Dương giả thì các bạn đi chọc ối người ta. Bây giờ nó ra nguy cơ đi rọt, các bạn đi chọc ối không? Các bạn phải đi chọc ối, và chọc ối thì sẽ có nguy cơ xảy thai, trong khi cái đứa nó không có cái yếu tố gì bất thường trên siêu âm gợi ý. Cho nên thật sự các bạn cần nhớ cái điểm này. Nếu các bạn chỉ định NIPT, NIPT hiện nay đối với đa 13, 18, 21 rất tốt, rất tuyệt đối. Còn những cái bất thường khác, nếu không có dấu hiệu bất thường chỉ điểm trên siêu âm, không nên tầm soát. Các bạn cho làm dư mà không tốt, các bạn cứ tưởng dư mà tốt nha, dư trong trường hợp này là dư mà bất lợi, dư mà có hại cho bệnh nhân. Cho nên mình không phải là mình làm cả bộ mà tốt đâu ha. Và thứ hai là những cái bệnh mà tần suất hiếm, giá trị tiên đoán dương tính NIPT nó rất là, nó không có tốt, nói ba đứa sai hai đứa, chứ không phải là nó nói ba đứa đúng ba đứa. Nên các bạn có nhớ cái gọi là poor predict PPPV, có nghĩa là giá trị tiên đoán dương tính của NIPT đối với những cái bệnh có tần suất thấp đó. Thì nói dông nói dài chi, chỉ nhớ dùm là NIPT thật sự đối với 13, 18, 21 mà thôi. Còn những cái bất thường khác, nếu không có gợi ý trên siêu âm, các bạn không nên làm. Và nếu những cái bất thường như vậy thì phải là chọc ối. NIPT nó ra dương tính các bạn cũng phải đi chọc ối, chứ đâu phải NIPT nghi bất thường đi sọt rồi bạn nói là em bé bị đi sọt đâu. Ngay cả đau nghi ngờ bằng NIPT các bạn vẫn phải chọc ối.
Cho nên các bạn nhớ như vậy, khi các bạn sử dụng một cái phương tiện cận lâm sàng, bất cứ cái gì cũng vậy, từ siêu âm cho đến MRI, các bạn cũng phải nhớ những cái ưu và những cái giới hạn của nó, chứ không phải nó mắc tiền là nó tốt. À, làm ở đây rồi mới sẽ thấy, cứ đem ra đi rồi mới thấy thật sự siêu âm nhiều cái nó tốt hơn nhiều so với MRI. Vậy thì tóm lại, đây là một cái phác đồ các bạn cũng có thể phối hợp giữa NIPT và cái gọi là sàng lọc chuẩn. Thì như vậy cái chuẩn đầu tiên, thì cái chuẩn đầu tiên, tất nhiên cái này là cái phác đồ này nó cũng cách đây 1-2 năm. Tất nhiên bây giờ nó có những cái phác đồ khác hơn, có nghĩa là người ta ngay từ đầu, đối với một cái người mà có khả năng chi trả, ngay từ đầu người ta đi làm NIPT luôn, 9-10 tuần người ta làm NIPT và đến 12 tuần người ta vẫn đo độ mỡ da gái. Nhưng đối với những cái nước mà cái hoặc là nối những cái thai phụ mà người ta chưa có khả năng chi trả và cái xét nghiệm NIPT nó chưa phổ biến, thì các bạn nên làm gọi là cái confirmation test của FMS, nó phối hợp, nó gọi là nó đề xuất, có nghĩa là ở quý 1 mình vẫn siêu âm đo độ mỡ da gái, mình vẫn làm double test, thì sau cái siêu âm quý 1 đó nó ra cái nguy cơ cao, nguy cơ trung bình, nguy cơ thấp sẽ có cái hướng xử trí khác nhau. Ví dụ nguy cơ cực cao tức là lớn hơn 1 trong 10, trước đây nó dùng cái ngưỡng này 150 nha các bạn, bây giờ nó dùng ngưỡng 110, có nghĩa 105, 107, 5 người có một bị nè, 7 người có một người bị, 10 người có một người bị cực kỳ cao, thì những người này trực tiếp đi làm xử trí khác nhau. Còn nguy cơ trung bình thì 1 trên 11 hay 100, 1.000, cái con số này nó cũng thay đổi. Có người nói dùng đây là 1.000, có người đây nói là 3.000, có người đến 5.000. Nhưng mà theo cái phác đồ đây chị lấy của FMS thì nó dùng cái ngưỡng là 100, 1.000. Thì cái nhóm này nè, nó sẽ cho đi làm NIPT, NIPS, cái từ mới là NIPS, NIPT thôi cũng giống nhau các bạn. Một bên là screening, một bên là testing. Thì cái nguy cơ thấp là dưới 1.000 thì không làm gì hết, thì khám thai định kỳ. Thì các bạn có thể cũng sử dụng phác đồ này, có nghĩa là sau khi tùy theo cái kết quả sàng lọc quý 1 thì mình sẽ làm, nhưng mình sẽ làm tiếp theo cực cao. Thì các bạn thấy mục đích cái xét nghiệm tầm soát này để làm cái gì? Để giảm cái số lượng làm dân số làm NIPT. NIPT nó mắc quá, nước ngoài nó tới 1.000 đô lận, còn mình có 200 đô nó khác. Bây giờ ai cũng đi làm sàng lọc hết thì bảo hiểm nó đâu có trả được. Như Việt Nam mình có điều kiện thì làm thôi. Thì bây giờ người đó không cần nguy cơ thấp, nguy không nguy cơ thấp, ta muốn làm thì cứ làm. Đối với đau nha, chứ chị đừng muốn nói sàng lọc mấy cái bất thường khác nha, không muốn làm cả cọc nha. Thì như vậy không có tiền hoặc là cái điều kiện không có thì mình sẽ có theo cái phác đồ này. Thì các bạn thấy theo cái phác đồ này tỷ lệ phát hiện lên đến 99%, 98-99%, thật sự nó cũng không phải là ấy. So với các bạn là cái cầm ba đơn thuần thì 85-90% thì cái này lên 99%. Tại vì mình những cái đứa thật nguy cơ cực cao này mình đã đi chọc ối gần như chắc chắn nó bị. Ngoài ra những cái đứa mà da gái dày thì thường nó có những cái bất thường nhiễm sắc thể khác hơn là trisomy 21 thì nó cũng giúp phát hiện được, đúng không? Còn những cái đứa có nguy cơ trung bình này thì mình sẽ làm NIPS. Rồi, nãy giờ mình nói dông nói dài cả tiếng đồng hồ chưa? Chết rồi, gần tiếng mà nói mới cái tầm soát bạch cổ thôi. Bây giờ những cái sau này thì mình sẽ nói nhanh hơn thôi. Thì bây giờ mình nói sẽ tầm soát tiền sáng dạ chút xíu nè. Tại cái vấn đề này là một cái vấn đề hot. Cái vấn đề hot không phải gần đây. Người ta nói cái vấn đề tầm soát tiền sáng dạ người ta nói cả chục năm nay rồi. Nhưng mà tầm soát các bạn nói bây giờ các bạn tầm soát các bạn đo Doppler PI động mạch tử cung, các bạn thử PLGF nó tầm soát lên đến 80-100% những người có nguy cơ bị tiền sản dật. Có nghĩa là tầm soát rất tốt. Nhưng mà bây giờ ra nguy cơ rồi làm gì? Em có nguy cơ tiền sản dật, vậy bác sĩ ơi, vậy em làm sao để khỏi bị tiền sản dật? Như vậy tầm soát chỉ có hiệu quả khi nào nó đi đôi với một biện pháp giữ phòng để làm giảm tần suất. Thì bây giờ người ta chứng minh được rằng cái nghiên cứu Asprey, giá trị của cái việc tầm soát dự phòng tiền sản dật nhưng mới khoảng 2 năm nay thôi, năm 2017-2018 gì đó, là Liverpool nó post cái nghiên cứu của FMS ra, thì khi đó người ta mới thấy rồi có hiệu quả thì đi tầm soát. Thì mới ấy chứ giờ tầm soát tốn mở tiền ra cái ngồi lo đến 5 tháng có xảy ra tiền sản dật. Thì có thể mình cũng dẫn mình sẽ theo dõi sát hơn, nếu xảy ra thì mình sẽ can thiệp, mình sẽ theo dõi, mình sẽ ấy, nhưng mình không có làm nó ngưng xảy ra được. Cho nên thực sự cái sàng và chỉ có hiệu quả khi nào mình có cái biện pháp dự phòng. Thì cái vấn đề tiền sản dật là một cái vấn nạn hiện nay, là vì nó ảnh hưởng 2-5% thai kỳ, nó nhiều lắm các bạn ha. Dị tật thai chỉ khoảng 2% thôi mà thai tiền sản dật. Và thứ hai nó nguy hiểm là gì, cả mẹ cả con nha,
tiền sản giật coi, mấy bà tiền sản giật coi ai làm bác sĩ sản biết ha, vô hội chứng heo nhiều khi chết không đúng không, hoặc là suy đa tạng rồi nằm hồi sức thở máy đúng không, là nó ảnh hưởng cả mẹ thai. Còn hội chứng Down nó ảnh hưởng thai, nó đẻ ra đứa khờ, gọi là gánh nặng xã hội, mẹ không sao hết. Còn tiền sản giật là cả mẹ và con mà có thể gây chết mẹ. Đó. Và cái tiền sản giật nó sẽ gây ra cái gì, sinh non. Nó vừa tiền sản giật nó suy dinh dưỡng rồi, coi mấy đứa mẹ tiền sản giật coi con đẻ có 2 ký mấy rồi con bị sinh non nữa, phải cho nó ra đời sớm thôi mẹ nó giật làm sao. Cho nên nó vừa non tháng của một cái đứa sinh sớm, vừa cái chậm tăng trưởng của một cái tiền sản giật. Cho nên các bạn thấy những cái đứa mà nó bị tiền sản giật là một cái outcome nó rất là xấu. Thì cái cơ chế của tiền sản giật là sao, các bạn hiểu nó để các bạn cứ, nó cũng giống như trong cái bài mà tậm tăng tử tử cung khởi phát sớm, chị cũng sẽ nói lại cho các bạn cái phần này. Có nghĩa rằng đó là sự tái cấu trúc thất bại của các nhiều mạch máu. Tại sao nó có sự tái cấu trúc thất bại? Đó là do cái sự giảm xâm nhập của miệng bào nuôi. Thì các bạn thấy bình thường á, không có thai á, là cái động mạch tử cung á nó xoắn, nó đi vòng cung, cái thành mạch nó rất là chặt, nó kháng trở nó cao. Đó. Cho nên khi các bạn đo cái Doppler động mạch tử cung á, các bạn thấy cái xoắn nó rất là cao, âm thu nó rất là cao, có nghĩa là một cái kháng trở mạch máu cao. Bây giờ khi có thai do cái sự xâm nhập của nguyên bào nuôi, nó ăn vô đây làm tổ mà, cái nguyên bào nuôi nó ăn vô đây nó tiết cái gì đó không biết, nó làm tái cấu trúc cái mạch máu của cái hệ động mạch xoắn ở đây. Cho nên cái động mạch xoắn nó trở nên mềm mại, nó sợ, nó giãn cái lồng nó ra. Tại sao nó giãn ra? Nó giãn ra thì máu mới lưu thông vô nhiều, mẹ với con mới trao đổi. Bây giờ cái sự từ mẹ qua con nó phải xảy ra bánh nhau không, mẹ ăn nó đâu có vô mẹ ăn nó vô bao tử mẹ không à, chứ đâu có vô bao tử con, mà nó vô mẹ, nó vô mẹ là mẹ ăn rồi mẹ tiêu hóa rồi đó, thì cái động mạch tử cung nó sẽ bơm máu tới đây. Thì bây giờ một cái người có thai là động mạch tử cung nó sẽ có cái sự tái cấu trúc do cái sự nhằm xâm nhập nguyên bào nuôi, cho nên cái lồng nó giãn ra, nó trở nên mềm mại, tăng tính thấm, thì cái sự trao đổi với mẹ con xảy ra tốt. Thì như vậy các bạn đo cái Doppler động mạch tử cung từ 12 tuần các bạn sẽ thấy hình ảnh này đó, nó kháng trở nó thấp, thời gian tâm trương nó cao. Bây giờ có một số thai kỳ không hiểu tại sao nó làm giảm cái sự nhâm nhập của nguyên bào nuôi, không biết sao cái tế bào nuôi nó không ăn vô, nó xâm nhập rất kém. Cho nên là cái sự gọi là tái cấu trúc thất bại của hệ động mạch xoắn, cái động mạch xoắn giữa người có thai mà nó giống như người bình thường. Cho nên các bạn đo kháng trở động mạch tử cung nó cao vậy. Cho nên các bạn đo cái thời điểm 12 tuần nó đo mà thấy cái kháng trở nó cao vậy, có dẫn nốt mình nhập vô cái phần mềm FMS rồi đo thêm huyết áp động mạch nữa, thì nó sẽ giúp tầm soát được. Các bạn thấy rằng đây là nghiên cứu 2017 của nhóm tác giả FMS. Thì dựa trên đo Doppler động mạch tử cung 12 tuần, đo huyết áp người mẹ và nhầm giữ hai chất PLGF và PAPA, tức là những cái chất gọi là PLGF là chất yếu tố tạo mạch, nó liên quan tới những yếu tố tạo mạch có nguồn gốc bên nhau. Thì mình thử cái chất này trong máu mẹ mà mình thấy nó thì mình biết nó có cái nguy cơ cao gấp, nếu cái này nó giảm thì nguy cơ cao, cái này nó tăng lên thì nguy cơ thấp. Thì làm cái phác đồ của FMS này, các bạn tầm soát được 100% những trường hợp tiền sản giật xuất hiện sớm trước 32 tuần và 75% xuất hiện trước 37 tuần. Thì thật sự các bạn thấy đối với cái tiền sản giật, cái quan trọng là cái tiền sản giật xuất hiện sớm. Tại bây giờ nó xuất hiện muộn thì lúc đó 37 tuần thì đem nó ra cho rồi, nó đâu có non tháng. Còn bây giờ nó trước 32 tuần nó bị là nó đã bắt đầu chậm tăng trưởng, nó suy dinh dưỡng rồi, nó nặng nề rồi, cho nên nó rất là nghiêm trọng. Thì cái đứa này các bạn thấy là nó tầm soát là 100% với cái phác đồ này đó. Và cái phác đồ này của FMS á, nó bị so sánh với những cái phác đồ khác, thì các bạn sẽ đây là nó tùy theo cái tức là cái tỷ lệ phát hiện so với cái tầng tiền sản giật xuất hiện sớm trước 34 tuần, trước 37 tuần và trên 37 tuần ha. Thì mình sẽ thấy rằng cái việc phối hợp lại những cái yếu tố ví dụ như đo huyết áp động mạch nè, PI động mạch tử cung, PLGF tức là cái nào cái chất mà sinh nguồn gốc sinh mạch máu có nguồn gốc từ bánh nhau, thì các bạn thấy rằng đối với những cái tiền sản giật xuất hiện sớm phát hiện rất là tốt, 90 đến 100%. Tất nhiên là có những cái nghiên cứu nó khác nhau, nhưng mà nó đây là cái nghiên cứu đăng ký trên AROC, cái hội Mỹ, hội siêu âm sản phụ khoa Mỹ, thì các bạn thấy là 90 đến 100%. Và nó so sánh, đây là một cái nghiên cứu so sánh là cái giá trị của cái phác đồ FMS so với những cái phác đồ trước đây. Cho nên nếu mà ai mà cứ cổ điển ha, cứ nói là dựa trên là tiền căn miss, dựa trên tiền căn có cao huyết áp hay không, gia đình có không, mẹ có trước đây có đẻ đứa nào không, rồi cân nặng mẹ nhiêu, thì các bạn sẽ thấy rằng nó rất là thấp.
nó so sánh với những cái phác đồ khác, mà đặc biệt là những cái phác đồ cổ điển nó rất là thấp ha. Cái phác đồ MIS nó rất là chuẩn. Thì như vậy, như chị nói, bây giờ các bạn sàng lọc ra, nhưng mà các bạn, đây là một cái nghiên cứu rất rất là đình đám và nó làm thay đổi cái cục diện đó, là của tác giả Liana Pu đó, với của ông Kiprop Nikolaidis đó, tên bạn nằm ở đây. Thì các bạn sẽ thấy rằng nó là nó làm thay đổi, nó làm thay đổi, đó là cái nghiên cứu mà nó làm cho trong cái nghiên cứu Haspre. Và ông này ông viết một cái bài này, nó gọi là Time to Ask, có nghĩa là 2017 sau cái nghiên cứu này ra, thì sau đó ông giáo sư đưa ra một cái gọi là cái thời điểm phải hành động. Bây giờ sàng lọc ra rồi ha, thì phải hành động. Thì nó bị dự phòng aspirin ha, thì nó sẽ cải thiện được khoảng 75-80%. Vậy thì bây giờ cái việc siêu âm mình nè, mình làm cái gì, mình đo cái Doppler động mạch tử cung như thế nào cho nó đúng nè. Thì bây giờ các bạn ở quý 1 á, thì các bạn cắt mà cắt trên bụng hoặc là âm đạo, thì đây nó hình ảnh cắt cái bụng, các bạn cắt dọc cái cổ tử cung, các bạn để đầu dò sát xuống dưới cái mu á, và ngay cái vùng cổ tử cung đó, để dọc giữa đầu dò và nhích qua hai bên. Thì cái động mạch tử cung được cho là nó nằm cạnh, nó cạnh cái lỗ trong, cạnh cái lỗ trong của cổ tử cung. Đây là cái cổ tử cung, mình phải cấy trên ở bụng, mình thấy đây cái lỗ trong, đây lỗ ngoài. Thì mình thấy đây cái động mạch tử cung, thì nó mình đã kéo qua hai bên rồi, mình sẽ thấy đây là cái động mạch tử cung. Bây giờ Nguyên cái này biết chỗ nào, động mạch tử cung nó sẽ đi hướng lên. Như vậy thì khi cái mặt đặt cái sóng xung vô á, nóng quá gì thôi, đặt cái sóng xung vô, bạn thấy thêm một cái dạng sóng của động mạch tử cung với cái vận tốc yêu cầu là phải trên 60 cm giây. Tại vì các bạn thấy là cái động mạch tử cung như cái hình đầu tiên này nè, đây cái hình vẽ này, bạn sẽ thấy động mạch tử cung đây nó đi vô động mạch vòng cung, rồi đi vào hình cung, rồi động mạch radio, rồi basal, rồi cuối cùng mới động mạch sóng. Thì nhiều khi mình đặt lộn trong mấy cái này, cho nên cái PSV nó không cao. Thì muốn biết chắc nó là cái động mạch tử cung á, là mình phải thấy cái sóng. Cho nên ví dụ ai mà đo cái Doppler động mạch tử cung mà tôi thấy cái sóng 40-50 nằm tuột dưới đây là thôi rồi, cái hình đó không chuẩn, không phải là động mạch tử cung. Thì như vậy là mình phải có cái đỉnh quan trọng là mình sẽ sóng nó đều nhau và nó phóng lớn, mình mở cái kia, mình làm cái tăng cái frequency lên để mình thấy trên một cái chuỗi này nó chỉ có 2-3 sóng thôi, thì cái sóng nó mới lớn lên được. Còn đo một cái sóng nó thấp liệt ở dưới là đo không đúng đâu à, thì mình đo cái kháng trở mình tính. Hoặc là các bạn đi ngã âm đạo nè, đưa đầu dò vô âm đạo thì các bạn thấy đây cái động mạch tử cung này, đây là cái vùng cổ tử cung nó nằm kế bên cái lỗ trọng, mình đặt cái xung lên, mình thấy đây cái sóng này nó đạt đúng cái chuẩn người ta yêu cầu thôi đó, trên 60 cm giây, thì nó là động mạch tử cung. Và đây là cái có dạng nốt, vừa sóng cao kháng trở vừa có dạng nốt ha. Thì các bạn lên cái phần mềm tính toán ban đầu đó, mình nhập vô nè, nó sẽ tính cho các bạn một con số. Còn bây giờ nói bác sĩ siêu âm đo PI động mạch tử cung 1.2, 1.5 không có ý nghĩa gì hết, nó không có ý nghĩa. Thành nó muốn sàng lọc thì phải có sự phối hợp giữa sản và siêu âm sinh hóa. Bác sĩ siêu âm đo rồi, ra ngoài người thai phụ phải đầy điền những 50 kg nó khác, 70 kg nó khác, huyết áp động mạch nhiều 130 nó khác, 140 nó khác nha, người 120 nó khác nữa, nguy cơ nó giảm xuống. Rồi mình nhập thêm cái PLGFA hoặc một số người ta làm thêm FFQPT. Thì các bạn nhập vô thì nó sẽ tính ra các bạn, ví dụ nguy cơ tiền sản giật chỉ dựa trên bệnh sử đơn thuần, tức là người đó có tiền căn hay không, nó ra ví dụ trước 32 tuần 1/600, trước 37 tuần 1.3%. Còn bây giờ nó phối hợp là tất cả những yếu tố này, nên ra là một con số. Tiền sản giật xuất hiện trước 32 tuần, tiền sản giật xuất hiện trước 37 tuần, tiền sản giật xuất hiện sau 37 tuần là bao nhiêu. Thì tùy theo cái ngưỡng cách off đó, thì ví dụ dưới cái trang web đó luôn nó có ghi đây, thì ví dụ nó nghiên cứu là dùng cái việc aspirin hàng liều thấp 150 mg một đêm, mà nó dùng từ 12 tuần nha, tức là cái thời điểm quý mộ á. Còn bây giờ các bạn mà uống muộn 5 tháng rồi 6 tháng, nhiều người thai nhỏ đi về uống, chị thấy có nhiều người là nghĩ là aspirin nó thay đổi được cái thay đổi cái tấm tịch, cái mạch máu, cái thai nhỏ ở 5 tháng kia người ta uống aspirin 6 tháng nó không thay đổi được. Nó phải từ sớm, có nghĩa là khi cái động mạch tử cung ngay cái giai đoạn ban đầu á, 12 tuần á, lúc đó là mình can thiệp, lúc đó nó mới thay đổi, thì mới hy vọng là nó có cải thiện được cái cấu trúc mạch máu, nó mới tăng tưới máu lên đó. Thì nó sẽ giảm, các bạn thấy nó giảm trên 80% xuất hiện sớm và trên 60% xuất hiện muộn sau 37 tuần đó. Cho nên đây là một cái con số cho thấy rằng cái việc dự phòng aspirin thật sự nó có hiệu quả, nó ngăn ngừa được cái tiền sản giật xảy ra.
Thì bên FMS nó làm nhiều lắm các bạn, cái chỗ đó là cái chỗ nghiên cứu mà nó làm 12 tuần nó tầm soát rồi nguy cơ thấp bỏ qua bên, 22 tuần nó làm lần nữa bỏ qua bên, tại vì vẫn có những cái tiền sản giật xuất hiện muộn, và 37 tuần nó làm lần nữa các bạn, trở thành một cái ca siêu âm nó làm nửa tiếng 45 phút đo đủ thứ trong đây, thì nó gọi là cần condition test, mặc dù những cái nguy cơ ở quý 1, quý 2, thấp quý 3 nó vẫn tiếp tục làm. Thì các bạn thấy đây này, nó nhập vô có thể là tầm soát quý 2, quý 3 đây. Thì các bạn muốn nghiên cứu sâu thì các bạn làm đó ha. Rồi bây giờ cái vấn đề tầm soát chậm tăng trưởng. Thì đối với cái chậm tăng trưởng này á, thì đầu tiên cái quan trọng là các bạn phải xác định đúng cái tuổi thai. Thì cái dự sanh chính xác của người ta chị sẽ nói kỹ hơn trong cái bài thai chậm tăng trưởng. Có nghĩa là mình phải đo cái 10 đến 13 tuần 6 ngày theo khuyến cáo của ISF là thời điểm chính xác nhất để tính dự sanh. Thôi các bạn đừng có cãi với chị 7 8 tuần nữa, tại vì chị chỉ theo ISF thôi, ISF nó nói vậy đó. Bây giờ muốn 7 8 tuần thì tùy, cứ muốn theo theo. Còn tôi là người siêu ông, tôi theo khuyến cáo của ISF. Đây là cái rất là uy tín, một trong ba cái tạp chí hàng đầu về vấn đề y học của ISF nha các bạn, chứ nó không phải bình thường đâu. Nó trong cái top 3, top 4 đó. Tức là về những cái tạp chí uy tín về y học chung hết á, chứ không phải sản không đâu, trong y học nó trong top 3, top 4 đó, cái chỉ số của nó về uy tín rất là cao. Nó khuyến cáo 10 đến 13 tuần thì thôi cứ vậy đi ha, đừng cãi tôi là 7, 8 tuần có chính xác hay không. Đó, tôi nói 10 đến 13 tuần, ai suốt nói, ai muốn cãi thì cứ lên cãi với ai suốt. Và các bạn thấy nó đo cái chiều dài đầu mông, đây cái hình của người ta rất là chuẩn. Phóng lớn đầu trung tính kéo từ cực đầu mông à. Và nhớ rằng thai sau 14 tuần á, thì mình sẽ dựa trên chu vi vòng đầu, mình không bao giờ mình dựa trên xương đùi mình tính ngày dự sanh nha, nó trật lất trật lơ nha. Sau 14 tuần thì sẽ dựa trên chu vi vòng đầu, và ai suốt nói chứ không phải bác sĩ Nguyên nói. Nếu tuổi thai nhỏ 6 đến 9 tuần thì thai nó có xu hướng nó gặp lại, cho nên nó ngắn lại, cho nên bạn đo. Và thực tế các bạn sẽ thấy, nếu cái người nào mà quan tâm đến cái này sẽ thấy cái dự sanh theo 7, 6 đến 9 tuần nó nhỏ so với cái dự sanh 12 tuần. Ví dụ dự sanh 6 9 tuần là 5 tháng 12 thì cái dự sanh lúc 12 tuần nó lớn hơn tuần 12 tháng 12 tức là cái tuổi thai nó lớn hơn, tức là ví dụ dự sanh theo 6 đến 9 tuần là 15 15 tháng 12 giữa tháng 12, nhưng mà nếu mà 12 tuần đi đo lại thì nó cỡ đầu tháng 12 tháng 7 8 trước một tuần. Có nghĩa là cái dự sanh mà lúc mà thai 6 7 tuần lúc nào nó cũng cái thai nó bị nhỏ đi hết, tại vì nó ngắn nó gặp lại, cho nên bạn tính tuổi thai nó bị nhỏ đi. Cho nên là theo chuẩn FMS là 12, 10 đến 13 tuần 6 ngày, cứ nhớ những này. Và nhớ một điều nữa là đối với song thai, hai đứa mà nó có lệch nhau đi nữa, từ quý 1 nó đã lệch rồi thì dựa trên cái thai có chiều dài đầu mông lớn hơn, không có lấy trung bình mà cũng không có thấy cái thai nhỏ. Thì như vậy đối với cái siêu âm quý 1 á, là cái quan trọng là mình phải đo cái chiều dài đầu mông cho chuẩn để mình tính tuổi thai, và đó là cái dự sanh duy nhất. Nó siêu nhiều cái kệ nó, đến 3 tháng giữa, 3 tháng cuối thì hoàn toàn chỉ dựa trên cái siêu âm 12 tuần mà thôi. Ngay cả người đó có kinh chót rất là chuẩn, chỉ trừ gì các bạn những cái người làm phụ tinh ống nghiệm á, họ có cái ngày chuyển phôi, biết cái ngày phôi thì tính theo đó, còn lại tất tần tật có đề kinh đều hay không kinh đều cũng dựa trên là siêu âm quý 1 hết, và 10 đến 13 tuần 6 ngày đó là cái dự sanh duy nhất, mà với điều kiện mình phải đo đúng nha. Còn bây giờ bác sĩ của mình đo nó cong như con tôm vậy, nó không có phóng lớn lên, nếu mình lấy cái hình người ta đo vậy thì mình yên tâm. Còn bây giờ anh chụp cái hình chút xíu à, cái người đầu đầu mông có chút xíu không có phóng lớn gì trơn, cong lại là biết à, biết cái tuổi thai bị sai rồi đó. Mặc dù nó quý một nhưng với điều kiện phải đo chuẩn, còn đo không thấy cái hình này thì cứ yên tâm, bác sĩ siêu âm có thể sai số. Thì như vậy nó vẫn cộng trừ 5 ngày đó, chứ không phải nó chính xác đâu ha. Thì như vậy đối với cái siêu âm quý 1 mình làm cái sàng lọc mình tiền sản giật à, tiền chậm tăng trưởng tử cung thật sự nó có hiệu quả như là cái siêu âm của tiền sản giật hay không, thì có rất nhiều nghiên cứu từ những cái năm 2000 đó. Đó, ngay cả những cái nghiên cứu 2011, 2014 nè, nó vẫn nói thật sự nó không hiệu quả như tiền sản giật. Có nghĩa là cái tần suất phát hiện cái chậm tăng trưởng tử cung mà không liên quan đến tiền sản giật. Nếu chậm tăng trưởng tử cung liên quan tiền sản giật thì rất là tốt, nhưng mà chậm tăng trưởng tử cung không có liên quan đến tiền sản giật thì cái tầm soát đối với cái việc đo Doppler động mạch tử cung, tức là dùng cái phác đồ như tầm soát tiền sản giật á, thì cái tỷ lệ phát hiện nó không có tốt. Cho nên các bạn thấy là cái thai chậm tăng trưởng tử cung nó vẫn là một cái vấn đề rất là khó khăn, rất là thách thức hiện nay trong cái vấn đề y học, trong cái vấn đề sản khoa. Tại vì mình không can thiệp mình không phát hiện được, mình không phát hiện được đó. Cho nên là mình phải phải đó là ở quý 1 như vậy, mình phải chờ đến quý 3 mới bắt đầu thấy siêu âm thai nhỏ ha. Thì chỉ có một cái nghiên cứu 2016 là của cái nhóm tác giả Ratacos á, thì ông này ông có cái nghiên cứu của ông muốn đăng trên cái tạp chí của ISF đó, thì cho thấy rằng có
hiệu quả, tức là lên được tới 70%. Nếu nghiên cứu kia là khoảng trên dưới 50%, mà còn cái nghiên cứu này nó lên được 70% chậm tăng trưởng tử cung không kèm tiền sản giật. Còn nếu chậm tăng trưởng tử cung kèm với tiền sản giật đi kèm là gần như tuyệt đối phát hiện được hết nếu cần cái phát đồ này. Rồi cuối cùng là cái xác định số bánh nhau trong song thai. Thì cái này chắc thôi để chị để dành cho cái bài siêu âm 12 tuần mình nói đi. Cái này nói là các bạn sẽ rất là rối ha. Nhưng mà nói chung là mình sẽ còn học cái bài song thai nữa, tại vì lúc đó mình sẽ nhắc lại nữa ha. Nhưng mà nó dựa trên cái dấu T lam sai và lambda sai thì các bạn sẽ thấy rằng cái dấu này nó từ cái thời điểm 10 11 tuần mình đã thấy rồi. Đó. Thì các bạn sẽ thấy ví dụ đây là một cái hình này, dấu này dấu gì? Dấu lambda sai. Đây. Đây là cái màng ối ngăn giữa hai thai và nó có cái lớp nhau ở đây. Thì như vậy đây là hai bánh nhau. Còn đây là dấu T sai này. Màng ối nó mỏng hơn và nó gắn vô cái bánh nhau. Tuy như vậy mình muốn xác định cái số bánh nhau là mình phải là mình phải rà theo cái màng ối. Mình mới đi rà cái chỗ nó bám vô cái bánh nhau. Bạn phải rà tới cái chỗ nó bám vô bánh nhau thì bạn mới thấy dấu T sai hay lambda sai. Hiểu không? Thì như vậy đây mình đọc là hai nhau. Thì như vậy cái siêu âm 12 tuần là mình phải trả lời trong đó song thai một nhau hai nhau, song thai một nhau một buồng ối hay song thai một nhau hai buồng ối. Đó. Đó là cái thời điểm chính xác nhất, gần như tuyệt đối trong cái việc chẩn đoán cái đó ha. Rồi thì như vậy tóm lại cái bài sàng lọc nãy giờ mình học hơi nhiều thứ, thì các bạn phải về nghe lại, các bạn phải đọc thêm. Lên trang web FMF có nguyên 100 slide về cái siêu âm độ mờ da gáy. Mình đọc hết trong slide đó thì mình sẽ có cái lý thuyết và mình gửi ba cái hình lên thì mình đạt, thì mình sẽ có cái phần mềm để mình xài. Thì như vậy các bạn thấy rằng cái xong quý 1 bây giờ nó nói rất nhiều vấn đề, nó không chỉ đơn thuần là sàng lọc một đội, không đơn thuần là sàng lọc hội chứng đau. Ở trong cái bối cảnh bây giờ NIPT, vậy thì cái sàng lọc lịch bội nó thay đổi như thế nào? Thì cái nãy giờ chị cũng đã nhấn đi nhấn lại các bạn rất nhiều rồi, cái ưu điểm của NIPT là gì và nhược điểm là gì ha. Và ngoài cái việc sàng lọc nó chỉ thực sự nó có giá trị nếu các bạn có một cái biện pháp dự phòng đi kèm, thì như vậy là cái như cái tiền sản giật ha, là mình đã dự phòng, mình chứng minh được cái vai trò của cái aspirin. Thì đó là cái trang web này nè, các bạn lên đây các bạn đánh titanmedicine.org này ha, thì nó sẽ ra cái vô phần education. Nếu bạn thấy đây là có cái course 11, 13 tuần. Các bạn nên lên nghiên cứu cái trang web này đi. Nó free và nó nhiều cái hay lắm. Và tất cả những cái course trên đây đều dịch ra tiếng Việt các bạn. Dịch ra tiếng Việt hết. Hồi xưa thì chỉ dịch mà bây giờ thì có thằng Long. Thằng Long là hồi xưa là bác sĩ, hiện là bác sĩ của bên bệnh viện Trường Y Huế. Nó dịch rất là nhiều cái course trên đây. Thì mình ta dịch sẵn rồi, mình phải cố gắng mình học. Đó. Đây ví dụ các bạn lên online các bạn đánh cái chị coi là các bạn còn thấy cái màn hình không? You share lại đi. Đây, mình thấy cái màn hình mới rồi đúng không? Mình đánh vitaminmedicine.org này thấy không? Đó. Nó sẽ ra cái trang web này. Dạ vâng. Đấy nè, FMF nè, Education 11, 13 tuần 6 ngày. Ví dụ mình muốn đọc cái bài 11, 13 tuần 6 ngày. Bây giờ mình đọc á, mình lên đọc cũng được. Còn không á, thì mình sẽ phải tạo một cái page nè. Các bạn thấy đây là có cái on page nè. Nghĩa là bạn phải đăng nhập vô, bạn là cái người new. Trên đây nó nói, ví dụ trên đây nó có tiếng Việt nè. Ví dụ bạn nói là bạn đã muốn coi, còn bây giờ bạn muốn log in here. Có nghĩa là bạn giống như bạn muốn lấy cái code á, thì bạn phải log in vô. Có nghĩa là bạn phải tạo ra bạn là một cái người mới. Không, bạn là một cái người mới thì bạn sẽ đăng ký trên đây, nó rất đơn giản. Mình đăng ký lên đây rồi mình giống như mình có cái tài khoản của mình trên đây vậy đó. Cái mình lên mình đọc cái bài này. Mình đọc đây, nó các bạn thấy có này, English này. Mình không biết tiếng Anh thì mình đọc tiếng Việt này, tiếng Việt. Rồi nó hiện ra cái này. Ông này cũng nói vậy. Đây. Rồi, nó có cả trăm slide. Tiếng Việt hết. Đó, bây giờ mình đọc mới có 2 slide, 5 slide, 10 slide, mình mệt quá. Mình log in out ra. Ngày mai mình log vô mình đọc tiếp, mình cứ chạy cho hết streamline. Với điều kiện là các bạn phải có một cái sign in nha. Các bạn phải có đăng ký cái page riêng của mình. Còn thôi bạn cứ đọc, cứ coi vậy thì nó không có nhớ là bạn đã coi. Ví dụ đây nè, FMS Core, ví dụ đây. Cái trang của chị
thì các bạn phải tự làm một cái thiết kế một cái lan này đó. Bạn thấy ví dụ đây nó sẽ hiện lên bạn học cái gì trên đây, rồi trên đây là bạn license bạn có cái gì hết hạn hay còn hạn đây nhập vô đó, nó có những cái code thì nó hiện lên đây hết, cho nên mình về mình tập mình làm cái này ha. Thì để mình lên mình tập và mình phải giống như mình có là mình đã đọc xong, mình có cái lý thuyết để mình gửi hình lên, mình mới có cái gọi là cái certificate nha. Các bạn là rành công nghệ hơn chị rồi, mình cứ tự mày mò đó để các bạn chỉ cho nhau. Hoặc ví dụ như là preeclampsia, tiền sản giật, thành ra bài nào tôi cũng lớp nào tôi cũng nói hết hơi, tôi quảng cáo cái trang web này thực sự nó rất là hay mà mình muốn đọc. Đây là những cái tài liệu chính thống tiếng Việt thấy không, tiếng Việt nè, sao học tiền sản giật cái gì đến đây mình muốn đọc, mình đọc thêm cái này. Nó cái này thì nó đâu mấy chục slide thôi, nó không nhiều. Rồi ví dụ một cái trang web, một trên đây một cái rất hay mà chị rất các bạn, tất cả các bạn cần phải làm đó là cái này nè, siêu âm hình thái học thai. Giờ bác sĩ Nguyên có nói gì tập gì thì tôi cũng cứ nghe qua đi, cũng chẳng cần lưu lại đâu, lên trên đây nó có hết trơn mà nó dịch hết tiếng Việt thấy không. Bây giờ mình vô cái trong đây nó đủ thứ trong đây nè, bất thường thai nhi rồi mình tiếp, nó đủ thứ hết, có bất thường não cho tới chân luôn, thai vô sọ có đóng đây rồi tiếp, não vô sọ có cái gì, nó có đủ thứ trên đây ha. Mình đó nó có hình clip minh họa luôn, vô sọ đây hình đẹp kia chưa, nhìn vô biết vô sọ. Và đây là những cái rất là gì, cô động lại, rất là cô động, rất là nhanh, cho nên là phải ôm cái này mà học. Nó đủ thứ hết từ đầu tới chân luôn, không cần đứng đó mà lưu hình của bác sĩ Nguyên hay bác sĩ Loan siêu âm làm cái gì cho mệt, còn bị đầy nữa, nang mà nhẹ rồi còn cái hình. Tất nhiên mình đi mình coi thực tế, còn đây là những cái case điển hình, những cái ấy mình đọc thêm ha. Thì mình lên đây mình học, mình phải học cái này, mình phải coi cái này đó. Mình lên mình nghiên cứu cái này ha. Còn ví dụ ai mà hay làm báo cáo nghiên cứu lên research của nó coi nè. Đó, nó nghiên cứu gì nó public trên đây, nó free hết các bạn ơi. Còn calculator nè, tính toán nè, resume nè, nhập vô nè, nhập vô đây đó, bao nhiêu tuổi nè, yếu tố tiền căn bệnh sử ha, tiền căn tiểu đường có hay không, rồi đo chiều dài đầu mông nhiêu, rồi mời da gái nhiêu, nhịp tim thai nhiêu, nhập bắp a vô, beta nhiêu nhập vô, rồi calculate cái nó ra cái risk cho mình. Rồi bây giờ tính Doppler. Bây giờ nó cái thai này không biết có chậm tăng trưởng, có tăng kháng trở rốn rồi không, nhập vô thai 35 tuần 2 ngày, nhập cái chỉ số PI rốn nhiêu, PI nó dưới, rồi nó có tính ra CPA nó hiện ra đây cho mình hết. Hiểu không? Chứ đừng có mất công phải đi tra 30 tuần là nhiêu, không lẽ cứ mà cứ mình cứ nhớ là S&D quý 3 như hồi xưa sao? Nó có mỗi tuổi thai nó sẽ có những cái con số khác nhau. Nên mình lên đây nó đủ thứ, lên đây mình cứ ôm cái này mình học đi. Rồi bây giờ mình nghỉ 10 phút ha. Mình nghỉ 10 phút đi rồi rồi khoảng mà mình học cái bài đó là cái bài xong 12 tuần á, à thôi cái bài để chị bài 12 tuần chứ, xong quý 2 ha. Mình nghỉ 10 phút rồi mình học tiếp cái bài sơ hôm 2 tuần, thì cái bài đó gọi là nó một cách tổng quan thôi, tại các bạn sẽ có đi cái bài riêng từng diện tập thai nha.
Không thấy gì đừng so nó vô chụp cái này hay đâu trên cái phone bằng có gì đó tại tại Văn Đăng á đừng nhanh. Hãy
Chị Nguyễn cho em hỏi chút xíu với đồng ạ. Thì Nguyên cho em hỏi chút đâu ạ. Rồi mình học tiếp các anh chị ha. Bây giờ chị sẽ nói với các bạn cái bài siêu âm quý 2. Thực sự cái bài này thì chị thấy nó cũng có trong cái từng bài, từng chương các bác sĩ phụ trách từng ấy cũng đã nói với mình cái kỹ thuật cắt rồi, từng bài, từng cái nhóm bất thường hệ từng cái rút rồi, nhưng mà lấy ra là các bạn là yêu cầu quá vô cho nên thôi thì dừng cái nói. Thì bây giờ cái xong quý 2 á thì thật sự nó không có hiện lên vậy. Mình thấy chưa? Mình thấy hình màn hình chưa? Dạ. Thấy rồi phải không? Thích đã. Thấy bài rồi phải không các bạn? Cái thứ hai mới được. Ok. Rồi ok, giờ mình học. Thì bây giờ cái xong quý 2 là cái xong mình thấy học. Thì các bạn lên trên cái nãy là chị giới thiệu cái web của
của ICF, của FMS. Thì bây giờ cái web mình hay nói nhiều hơn này, tức là về cái siêu âm. Thực sự FMS là nó về cái fetal medicine, nó thiên về nó nhiều về cái nghiên cứu. À, nói chung là fetal medicine, y học bào thai đó. Thì nói chung mình thì giờ lớp siêu âm á, các bạn nên biết cái trang web này. Mà thực sự cái trang web này tại sao ít nói là vì nó có phí. Cái iSuite này nó có phí, mặc dù nó rất là hay. Nhưng mà những cái bài guideline của nó có nhiều cái bài guideline trong đó thì nó lại free. Và những cái bài guideline đó cũng được dịch ra tiếng Việt. Tí sẽ share cái trang web iSuite này. Thì những cái bài guideline của nó thì nó đã cho ra tiếng Việt. Mình đã dịch ra tiếng Việt mà nó cho free ha. Còn nói chung thì nó nhiều nghiên cứu trên đây, nói chung nó những cái nghiên cứu rất là hay, nhưng mà mình phải đóng phí mình mới đọc được. Hoặc những cái bài giảng lecture về số âm rất là hay, mà thực sự nó không mắc đâu các bạn. Nó khoảng nhiều ta, mình như mình coi cơ bản là khoảng hình như có 50-70 euro bằng Anh năm. Còn ví dụ như mình coi full luôn á, tất cả những cái bài giảng của những cái khóa hội nghị hàng năm của nó là đâu đóng có 100 bảng à, mà một năm nó quá rẻ đi đó. Cho nên chị nghĩ rằng các bạn, nếu các bạn không có cái khả năng tiếng Anh á thì không nói, còn nếu các bạn có khả năng tiếng Anh các bạn nghe được. Tất nhiên các bạn nghe hồi đầu thì nó hơi khó, nhưng mà từ từ mà phải nghe được. Chứ giờ bác sĩ mà không có đọc tiếng Anh được thì thật sự các bạn rất khó trong cái việc mình update, vì cái tài liệu tiếng Việt của mình nó rất là ít, đặc biệt là cái siêu âm. Và thứ hai là mình cũng không có chuẩn được, cho nên là mình phải cố gắng mình học tiếng Anh thôi. Mà mình nghe lúc đầu thì mình nghe chưa ra, nghe tới nghe lui, nhìn hình rồi từ từ mình phải nghe ra. Còn mình không bắt đầu thì mãi mãi mình không bao giờ mình nghe được tiếng Anh. Bác sĩ cũng nhiều người sau này, nhiều khi họ nói không rõ nhưng họ nghe được, thì mình phải tập thôi. Thì trên cái trang web này nó có cái bài siêu âm ha, hướng dẫn siêu âm quý 2, một cái bài toàn văn. Nếu các bạn muốn đọc thì cái bài đó nó cũng hơi xưa, nó 2010, tức là nó có từ cái 2010 là nó cũng hơi lâu đó. Thì những cái yêu cầu siêu âm quý 2 thật sự thì nói chung cuộc sau này thì bây giờ nó mua qua quý 1 rồi. Siêu âm hình thái quý 1 sớm nó làm cái gì? Tại hôm nay hết giờ, nhưng mà thôi chị sẽ cho các bạn coi. Chị dạy thường có dạy theo cái bài siêu âm hình thái quý 1 nữa, mà nãy giờ cũng đã hết giờ rồi. Nó phải đúng theo cái lịch trình là cái bài sàng lọc với cái bài siêu âm quý 2. Khi nào có vợ thì dạy cái bài siêu âm quý 1, hình thái học quý 1. Thì bây giờ cái siêu âm quý 2 của mình á, thời điểm là người ta khuyến cáo ai suột nha là 18 đến 22 tuần. Thì trong cái khoảng thời gian này thì nói chung là cái thời điểm mà những cái cấu trúc hệ hình thành của hệ thai nhi á, từ thần kinh cho đến tim nó đã hoàn chỉnh và nó đủ lớn để các bạn coi được ha. Tất nhiên là các bạn đang nói đây là cái siêu âm ngã bụng, nhưng mà càng ngày thì người ta càng có phối hợp giữa siêu âm ngã bụng và thêm cái gì siêu âm ngã âm đạo. Đặc biệt là siêu âm 12 tuần á là người ta làm siêu âm âm đạo nhiều lắm. Và các bạn sẽ thấy là cái siêu âm âm đạo nhất, hoặc là những cái bất thường gì tật hệ thần kinh trung ương á, hay những cái khi mà cái đầu thai nó xuống dưới á, đó, nhiều khi các bạn coi lại cái ngã âm đạo các bạn sẽ thấy nó rõ kinh khủng lắm, nó hơn cái siêu âm bụng nhiều lắm. Cho nên là mình phải tập, mình phải có cái thói quen là khi mình thấy bụng không rõ thì mình nên đặt cái đầu dò âm đạo, với điều kiện cái cơ quan mà nó đang khảo sát, mình đang khảo sát á, nó nằm gần trong cái trường khảo sát. Với những cái thai 3 tháng giữa 3 tháng cuối, ví dụ mình nó nằm đầu mà nó bị cái tim tuốt bên trên thì cũng thua ha. Nhưng mà thật sự cái 12 tuần là các bạn nên siêu ngã âm đạo nó rõ lắm. Còn nói chung đây là cái hình chuẩn, nó cái chuẩn là 18 đến 22 tuần mình ra siêu âm ngã bụng đó. Thì cái mục tiêu của cái siêu âm 22 tuần, mình giống như cái siêu âm 11 12 tuần, mình làm cái gì thì mình đã biết cái mục tiêu của siêu âm 12 tuần. Bây giờ cái siêu âm 22 tuần mình cầm cái đầu dò lên thì mình phải biết, hoặc là khi mình cầm cái đầu dò lên mình gặp thai phụ ha, mình nói hôm nay là siêu âm 22 tuần hình thái nha, mục đích làm cái gì. Là mình thì mình không có thói quen đó, chứ nước ngoài nó vô là nó phải nói cho nó hiểu, à hôm nay tôi đi siêu cái gì, tôi làm cái gì, bác sĩ làm cái gì, chứ không phải cứ im lặng mà lắng cúi đầu mà làm đâu. Nước ngoài người ta khác mình, cho nên là nhiều khi mình nếu mình đi siêu âm cho người nước ngoài mình chưa kịp nói là nó hỏi rồi, nó hỏi ủa hôm nay làm cái gì bác sĩ, hôm nay siêu âm cái gì bác sĩ, đại khái vậy. Thì như vậy cái mục tiêu của 12 tuần là mình thứ nhất là mình xác định lại tuổi thai. Có những trường hợp người ta không siêu mình quý 1 thì mình sẽ phải dựa trên quý 2 ha, đo cái chu vi vòng đầu. Thì ai sụt hồi quý 1 đã nói quý 2 mình sẽ dựa trên gì, chu vi vòng đầu để tính tuổi thai, chứ không có dựa xương đùi nha. Việc ra mình xương đùi nó ngắn, các bạn dựa trên cái xương đùi tính tuổi thai sai hết, cho nên phải dựa trên chu vi vòng đầu để tính. Và cái quan trọng của siêu âm quý 2 đó chính là cái khảo sát hình thái học để chẩn đoán được bệnh thai. Rồi cái thứ ba là các bạn cũng có thể chẩn đoán được cái thai chậm tăng trưởng tử cung, có nghĩa là ở hôm 2 tuần nó đã xuất hiện cái thai nhỏ, tức là những cái thai chậm tăng trưởng tử cung xuất hiện sớm. Thì thời điểm hôm 2 tuần mình đã thấy cái tóc phân bì nó nằm ở cái chuẩn dưới bình thường 5% 10% à.
để mình biết đó cái thai tương lai nhỏ, mình hẹn mình theo dõi tiếp một tháng sau xem lại chẳng hạn. Thì như vậy là 10-22 thời điểm 3 tháng giữa mình đã thấy cái kích thước thai nó hơi nhẹ cân rồi. Rồi đánh giá nhau ối ước lượng cân nặng thai nhi, và mình phải có cái phần phụ của thai ha, như khi nó có cái u sơ hay nó tử cung đôi hay nó có một cái u buồng trứng nằm tổ bố bên kia, mà siêu âm cái cắm cuối coi cái thai không à. Mà thực sự 12 tuần là mình đã phải coi hai cái này rồi đó, để mình xử trí. Có những cái khối u buồng trứng có chỉ định phẫu thuật thì mình phải có biết để mình dự phòng, tư vấn cho thai phụ mình không bị động ha. Cho nên là mình phải coi cái phần cái xung quanh. Thì bây giờ cái nội dung của siêu âm 22 tuần là mình cần cái gì, là mục tiêu là như vậy đó. Bây giờ cụ thể mình sẽ làm cái gì? Đầu tiên là mình đo đạc, rồi thứ hai là các mặt các khảo sát hình thái học thai nhi đi từ đầu đến chân có trình tự như thế nào để mình khỏi bị sai. Cái thứ ba là mình sẽ đo chiều dài của tử cung, đó, tầm soát dọa sinh non. Bây giờ nó được khuyến cáo rồi đó các bạn. Tại vì sao? Hồi xưa nó cũng nói chiều dài của tử cung ngắn liên quan tới sinh non, nhưng mà giờ ngắn là làm sao giờ? Các bạn có ngăn cho khỏi để đẻ non được không? À, cổ tử cung ngắn đẻ non chỉ có trời cứu các bạn ha. Cho mẹ đến sau này nó bắt đầu nó có nói đến cái đặt những cái vòng nâng hay là hiệu quả của progress, nó có cải thiện chứ không phải tuyệt đối. Nhưng mà cái đó thì nó về cái phương diện điều trị thì nó cũng thấy có cải thiện, mà nó khuyến cáo nên đo cổ tử cung thường quy. Cho nên mình cũng phải biết cách đo lúc 22 tuần nếu bác nếu có chỉ định đo chiều dài cổ tử cung, mà thực sự nó đưa ra thường quy rồi đó, nó đã khuyến cáo đo thường quy ở quý 2. Rồi thì bây giờ đầu tiên là các số đo sinh học của thai nè. Khi các bạn đo, các bạn rất lưu ý rằng cái đo đạc rất là quan trọng. Vì các bạn đo không chính xác, các bạn sẽ nói người ta đầu nhỏ, các bạn sẽ nói đo cái đầu không chuẩn, đặt cái cắt cái đường mà cắt không đúng, mà cắt đường kính lưỡng đỉnh à, đầu đường đỉnh phải đi qua gì, phải cái đường giữa nằm ngang, đi qua đồ thị, một cách trong suốt thung lũng sinh vi ớt, xương sọ nó đều như vậy. Đặt cái vị trí đo hơi phủ ngoài cái xương, giờ đặt cái vị trí đo con chỏ nó hơi nhín vô đây một chút, rồi xong đo cái đầu tay nhỏ, nói đầu nhỏ mới hai mới 5 tháng bị đầu nhỏ rồi, nó hiếm vô cùng, hiếm luôn á, mà thật sự do bác sĩ đo sai à, rồi cái nó người ta đầu nhỏ là trời, tưởng tượng các bạn có cái mình nó trong bụng con mình đó giờ bác sĩ nói đầu nhỏ lo không, mình gây ra một cái nỗi gọi là cái nỗi lo lắng kinh khủng cho bệnh nhân, mà thật sự nó sai do mình đo. Cho nên các bạn phải đo cho nó chuẩn cái hình, cắt mà cắt thiệt đứng chỉnh chuẩn qua đồ thị, hộp mắt trong suốt thung lục semi ớt, rồi đường giữa nằm ngang phủ lại, đặt cái con trỏ bờ ngoài xương, nó kêu là phải phủ cái bờ ngoài xương đo thẳng vậy đó. Giờ cắt cái hình méo mó, cắt cái hình không chuẩn, không đúng mà cắt đo không đúng, người ta đầu nhỏ do bác sĩ đo xa. Rồi thứ hai là cái mặt cắt ngang bụng cực kỳ quan trọng, đặc biệt là ở 3 tháng cuối thai kỳ. Các bạn vừa tính cân nặng, cái tham số mà quan trọng nhất để xác định cân nặng thai nhi bình thường nhỏ đó là chu vi vòng bụng. Cho nên các bạn thấy những cái tiêu chuẩn mới chẩn đoán thai chậm tăng trưởng tử cung nó dựa trên hoặc cân nặng dưới bách phân vị thứ 10 hoặc chu vi vòng bụng. Có nghĩa là đầu đùi không cần nhỏ, chỉ cần cái bụng nó nhỏ là đủ tiêu chuẩn chẩn đoán rồi. Cho nên nhiều khi các bạn thấy có những cái số đo nó 10% nhưng cái vòng bụng 5%, các bạn có quyền chẩn đoán thai nhỏ, thai chậm tăng trưởng. À, cho nên là cái chu vi vòng bụng là cái số rất là quan trọng để mà xác định cân nặng thai nhi, và nó là cái tiêu chuẩn để chẩn đoán luôn, chứ không phải dựa trên cân nặng cả thai, cả đầu, cả đùi, cả bụng, mà cái bụng thôi. Thì như vậy cái bụng là cái con số rất là dễ sai lệch trong cái bài thai chậm tăng trưởng tử cung. Chị sẽ cho các bạn coi cái nghiên cứu người ta thấy rằng đo đạc nó sai lệch như thế nào. Cho nên có những cái trường phái mới sau này người ta đối với cái xử trí thai chậm tăng trưởng tử cung không có dựa trên cân nặng nữa, tại vì nó đo sai quá. Người ta bình thường nó nhỏ, ta nhỏ nó bình thường, nó dựa trên những cái khác để nó xử trí. Còn cái cân nặng chỉ là tham khảo thôi đó. Tại vì đo sai, mà đo sai không phải là do bác sĩ không nữa, mà một phần ngoài cái việc nó cũng có những cái sai số do đo đạc của cân nặng, do cái công thức tính, rồi do cái tư thế thai, nó đủ thứ trong đó. Nhưng mà tóm lại nó là một cái con số rất là dễ bị sai. Còn các bạn mà làm sản thì các bạn cũng thấy cái siêu âm nó làm sai nhiều đúng không? Cân 2,5 kg để là 3,5 kg, nói 3,5 kg để có 2,7 kg, 2,8 kg, mà trời nó lệch nhiều khi nửa ký, 1 kg có hết. Cho nên như vậy cái bụng mình phải cắt thiệt tròn, các bạn phải cắt cái bụng nó tròn. Cái bụng mà nó không tròn, nó bị chật chội, nó bị thiếu ối, nó óp lại là các bạn sẽ thấy nó khác. Cũng mình mới đo đó, mình đo thấy cái bụng tròn vậy đó, mà từ cái thai nó co thắt nha, chị làm chị thấy rõ ràng, không bao giờ một cái cân nặng mà chị đo cái chu vi vòng bụng dưới 3 lần để chị thấy trời. Đo tới đo lui rồi đây dòng ra coi cái khác, xong dòng ngược lại đo cái bụng, tại vì mình phải có cái thời gian cho cái bụng nó thay đổi, mà nó vẫn cứ sai, nó lệch ra cái nửa ký lô, 300 gram, 400 gram,
Đó, để em nhấn mạnh cho các bạn là các bạn cứ đo quét quét quét, các bạn cắt một cái là các bạn sai là đúng rồi, các bạn dự đoán sai cân nặng là đúng rồi. Như vậy mình phải cắt mặt cắt thiệt chuẩn, nó sẽ qua dạ dày tĩnh mạch rốn. Ở đây tĩnh mạch rốn, tĩnh mạch cửa đi vô, tĩnh mạch rốn đi vô thành tĩnh mạch cửa, nó vào qua đây thì qua dạ dày, không thấy cực thận. Mình cắt một cái đường còn đi băng qua đều trước sau đây, cái vị trí cột sống nó sẽ nằm ở vị trí khoảng trên dưới 9 giờ và 3 giờ. Còn như cái bụng mà nó xoay lên, cuộc sống nó nằm ở trên 6 giờ hoặc là 12 giờ là nó cũng lệch, nó cái bụng bị đè ra, đo cũng đúng nữa. Thì và mình cái con trỏ mình cũng phủ ra ngoài cái bề mặt da. Người ta quy ước là bề mặt da chứ mình phủ lên cái xương sườn. Phủ lên cái bề mặt da. Rồi bây giờ đo cái xương đùi. Trời ơi, ngày tiền sản làm 50 30 ca thì hết cũng 1 2 ca, 3 ca xương đùi ngắn. À, Việt Nam mình đứa con nít nào mà chả xương đùi ngắn ta? Đứa nào xương đùi ngắn hết, người Việt Nam đứng với người châu Âu coi nó lùn ngang cổ ngang vai người ta. Thế gì con nít Việt Nam mà các bạn thấy đa số mình so là mình so theo cái bản hạt lóc. Cho nên cái xương đùi luôn luôn ngắn, cái đường xương đùi nó tụt xuống bánh bao thịt thứ 3, thứ 5 là chuyện rất bình thường. Đó. Như vậy mình phải càng đo đúng nữa, nhất là nếu mới có thêm cái thai nhỏ thì nó tụt luôn xuống dưới. Và bác sĩ trong đầu nghe thai xương đùi ngắn thì bác sĩ chỉ nghĩ đến gì? Hội chứng đàm, rồi kêu người ta đi chọc ối, ôi trời đủ thứ hết. Mà đa số là nó rơi vô cái đứa bình thường hoặc là vô cái thai nhỏ, không có bị đau, không bị gì hết trơn. Nhưng mà Việt Nam mình là nội, cái đứa 3 tháng cuối là không có cái đứa nào mà nó rớt vô cái bách phân vị trung vị hết trơn. Nó toàn vi thứ 5, nhưng khi nó tụt xuống thứ 2, thứ 3 còn có 1% nếu các bạn so với cái chuẩn của hạt lóc, là cái xương đùi nó tụt xuống dưới 3 tháng cuối. Mình bản chất cái con nít Việt Nam mình nó như vậy, cho nên mình dùng là mình phải biết. Thì như vậy mình cắt cái mặt cắt đây, nhìn cái hình nè, cái xương đùi nó nằm ngang, có nghĩa là cái sóng siêu âm nó vuông góc hoặc nó góc 45 độ, và mình đặt con trỏ, ví dụ đây là cái đầu xương đùi nè, cái cổ xương, cái đầu, cái mõm xương đùi đây, mình không phải đặt đây đâu, mình đặt giữa đây nè, mình kéo từ đây mình ra tới đây, mình cắt không hết cái xương, mình đặt bị hụt ở đây rồi nó ta xương đùi ngắn. Cái bác sĩ nghe xương đùi ngắn đi tư vấn chặt phối khổ không? Cho nên cái vị trí đo đạt thật sự nó không chỉ tính cân nặng sai mà nó còn dẫn đến những cái hệ lụy khác đó. Đầu nhỏ, ui già ơi, đầu nhỏ rồi đi làm em trai đi chặt phối, xương đùi ngắn đi chặt phối, thôi đủ thứ hết nha. Rồi thì bây giờ cái thứ hai là các mặt cắt khảo sát thai nè. Bây giờ mình đi từ trên thứ tự từ đầu xuống, đây là những cái hình của ảnh của ai xuống nó vẽ đó. Thì mặt cắt mình thấy lên cái đầu em bé nè, nhớ ba mặt cắt. Thì cái mặt cắt B là cái mặt cắt đầu tiên, đó là mặt cắt để đo được kính đựng đỉnh, hay còn là mặt cắt ngang đồi thị. Mình nhìn cái hình ở đây thì mới dù mình nhìn chưa quen, mình thấy có cái màu xám xám trắng trắng, còn không thấy cấu trúc gì, cấu trúc khác gì. Nhưng mình nhìn quen, hoặc là mình về mình mở cái giải phẫu học ra mình coi, mở cái hình anatomy, cái đầu cắt ngang còn có cái gì trở nên y chang trên đây vậy. Nhìn cho quen cái anatomy xong nhìn qua hình số âm, à nó vẽ đây là cái đồi thị xuống, đây là cái mũi tên đó. Hoặc là như cái hình các bạn đi thực hành này, các bạn đi mô hình đó, nó vẽ, cho nên các bạn nhìn đó bạn dễ mường tượng hơn cái hình thực tế. Cái hình thực tế nó có cái màu xám xám thôi, mình coi lâu mình sẽ thấy à đây đồi thị, đây là hộp mắt trong suốt, đây là xuống, đây là tiểu não, đây là thông lượng sinh viên ớt, vân vân. Thì như vậy mà các ngang đồi thị mình phải qua đồi thị, mình thấy ở phát trong suốt đây, mình thấy cái thông lượng CVS, các bạn phải nhớ ba cái điểm máu đó. Thì cái mặt cắt ngang rồi thì mình đi đẩy lên chút xíu, mình qua cái mặt cắt của thắt bên, thì các bạn thấy mình đi lên về đỉnh đầu này, tức là từ đây ví dụ ngôi đầu ở đây, ngôi đầu đúng không, các mặt cắt đường đỉnh thì mình sẽ kéo xuống dưới chút xíu, mình sẽ qua cái não thắt bên, thì mình đo đây, mình đo cái sừng chỏng, sừng chỏng não thắt bên đây này, nó có đây là sừng chỏng, nó đây là sừng trán, đây sừng thái dương. À, quên, xin lỗi, đây sừng chỏng, đây sừng trán phía trước nó lộn, sừng trán, sừng chỏng, sừng thái dương. Các bạn trên mặt cắt này là các bạn đo sừng chỏng đó, đây cái chỗ này nè, hay là xưa nó gọi là cái dao ngã ba não thất, ngã ba não thất, atrium, nghĩa là nó giao qua ba cái sừng, sừng thái dương, sừng trán và sừng chỏng, thì nó gọi là ngã ba não thất. À, nhưng mà mình đo bây giờ nó gọi là vi ước là posterior họng, frontal họng, nghĩa là sừng trán, sừng chỏng. Thì mình đo ở đây, thì cái vị trí đây, ví dụ đây cái hình, cho anh xem cái clip này nó không chạy sao. Thì các bạn sẽ thấy rồi, cái hình này nó không chạy rồi, nhưng mà bạn sẽ thấy là đây là cái đồi thị đây, xuống đây là cái cú não nha.
nhớ nha, cái mũi tên là cuốn ngắn, đồ thị là cái cục tròn tròn đây này, hỏi đồ thị đâu, cái chỉ ngay cái mũi tên này không, mà mũi tên này đâu còn, là đồ thị xuống dưới cuốn não rồi, hình hộp ở trong suốt, cái hình này hình hình động hình clip không, mà nó vậy đó. Đây là cái công lượng sữa, cái thai này nó cũng phải cỡ 28-29 tuần, cho nên bạn thấy cái rãnh nó khác so với cái tuổi thai 20 tuần. Trời ơi, cái bài này nó không chạy ta, để mở cái bài kia coi nó có chạy không. Chờ chị một chút xíu. Rồi mình
đổi cái máy. Rồi các bạn thấy rồi phải không? Dạ vâng, thấy rồi. Rồi, thì đây mình đo cái vị trí đo não từ ngã tư não thất, mình đang nói đến cái mặt cắt ngang não thất ha. Thì mình đo cái não thất bên, thì các bạn sẽ thấy đây là cái sừng chẩm não thất bên nè. Bạn nhìn, đây là cái đám rối mạch mạc. Thì nhiều khi các bạn hay đo sai lắm, nhất là mới làm hoặc là nghe bài giảng chị không kỹ, mà lúc nào chị dạy chị cũng nhấn mạnh cái chỗ này, là các bạn sẽ phải đây, cái não thất bên là nó bọc quanh cái đám rối mạch mạc. Nhiều người vô đo từ đây tới đây nè, đó, nhìn vô thấy kém kém, cái đều đọc đây não thất bên, đo từ đây tới đây, nói người ta giảng não thất, gửi lên từ vũ siêu âm có gì trơn. Tại vì mình nhận định sai, mình thấy kém kém, mình thấy giống cái não thất bên quá ha, đúng không? Nhìn chưa quen mà, cho nên phải nhớ đám rối mạch mạc là cái trắng trắng này. Thì cái hình não thất bên là nó sừng chậm nó vòng quanh đây, cho nên mình đo từ đây tới đây. Và ai suột nó ghi rất rõ, đây cái hình của ai suột đó, và cái vị trí con trỏ, cái rãnh đính chậm nè, giống như cái hình đồng mình sẽ thấy đây có cái rãnh đính chậm, ngay vị trí rãnh đính chậm, chứ còn nguyên cái trục này biết cái chỗ nào đo, đo ngay cái rãnh đính chậm, đo trong trong. Còn cái não thất đối diện á, tức là cái não thất mà gần với đầu dò, các bạn sẽ thấy nó khó nhìn lắm. Các bạn phải lách cửa đầu dò các bạn mới thấy. Đi thực hành các bạn sẽ để ý cái cách bác sĩ lách để mình đo hai bên. Chứ còn mình, các bạn thấy cái siêu âm, cái nhược điểm của cái siêu âm á, là cái nửa bán cầu mà nó gần với đầu dò nó sẽ bị hạn chế lắm, do cái xương sọ ở đây này, nhất là mấy cái thai càng lớn nữa. Cho nên nhiều khi có mấy cái trẻ não giãn não thất, các bạn không lách đầu dò các bạn sẽ bị sót. Cái nhìn nửa bán cầu bên đây các bạn nhìn rất rõ, nhưng cái nửa bán cầu bên đây là thua đó. Nếu mình không có quen nhìn mà mình không có cái kỹ thuật là mình sẽ dễ sót những cái bất thường của nửa bán cầu bên đây. Thì như vậy mình trên cái hình động mình sẽ coi. Thì bây giờ cái đo nhãn não thất á, đó thì mình sẽ đo. Thì mình sẽ có cái bài về dị tật hệ thần kinh trung ương, nó sẽ nói nhiều cho các bạn là mình đo cái tùy theo ha, giãn nhẹ, trung bình, nặng gì đó, tùy theo cái vị trí. Dù đây một cái ca mà não thủy thể nặng, thì các bạn thấy cái hình này nè, đó, não thất giãn hết nè. Bạn thấy lấp ló trong đây cái đám rối mạch mạc là cái trắng trắng nè, nó bị giãn cả hai bên đó. Rồi, dù đây là một cái ca mà bạn thấy nó sẽ giãn ở cái sừng mà này nè, cái sừng bên đây nó không bị giãn, cái sừng mà xa đồ dò nhìn thấy dưới đây không, nó bình thường thấy không? Đây, nhưng mà cái sừng mà sừng gần với cái gần gần với cái đầu dò đó, là nếu các bạn không lách là các bạn không thấy. Và như vậy nếu các bạn đo một bên là nó không đủ, các bạn đo cái não thất một bên là không đủ, cái đinh đây là đó. Thì mình sẽ để ý mình khi mình cắt trên cái hình động á, mình sẽ để ý ngay cái rãnh đính chậm á, thì mình sẽ đo ngay cái vị trí đây. Các bạn đo sâu dưới đây cũng sai, các bạn đo mà đo sâu xuống dưới đây đó, nhiều người đo tuột xuống dưới đây nói giãn não thất là sai. Mình phải lách đầu dò ngay cái rãnh đính chậm, mấp mé ngay đây mình đo, và mình đo vuông góc với cái trục của não thất đó, đo chỗ này thôi đó, đo chỗ này, đừng có đo tuột xuống đây đó. Nhiều khi người ta trên dưới 10 thôi, mình đo tuột ở dưới mình nói người ta 15, mình nói người ta não thủy thể nặng, nó khổ vậy đó. Lên đây coi lại là do đo sai vị trí đó. Hoặc là nhiều khi các bạn thấy trong cái quá trình mình làm á, nhiều khi em bé cái đầu nó tự xoay, mình mới coi trên đây mình thấy ủa sao 14, 15 nó xoay xuống dưới lại, nó nằm chuẩn như vậy đó, còn ở trên dưới 10 à, nó sai lệch đó. Thành ra nhiều khi mình chẩn đoán sai đó ha. Thì trên cái mặt cắt này mình sẽ thấy một số cái bất thường, ví dụ não thất duy nhất đó, mình thấy cái hệ thống này từ 10, khoảng 13 tuần này mấy cái thai lớn về sau. Ví dụ đây là mình coi cho vui đi, bài 12, bài 22 tuần, bài thần kinh chị sẽ dạy kỹ lại. Đó, mình thấy cái đường giữa nè, nó bị não thất một cái hệ thống duy nhất nè, đồi thị biến dạng này, nó thông từ bên này qua bên kia. Hoặc là trên mặt cắt này các bạn sẽ thấy những cái hình rễ não. Đó, trên mặt cắt đường kính lên đỉnh những cái dị tật mình sẽ thấy nè, não thất thông qua đường giữa, não thất thông ra khoang dưới nhện. Đây, một cái ca trễ não nè, các bạn thấy đây là não thất bên nè. Đó, thì các bạn thấy não thất nó sẽ thông vô đường giữa và thông ra cái khoang dưới nhện, nó sự liên tục từ cái màng tủy nó ra màng đệm. Thì đây là một cái ca trễ não. Rồi bây giờ trên cái mặt cắt mình chết ra hố sau nè, thì mình sẽ coi đây là cái tiểu não.
bể lớn hố sau và da gáy. Các bạn cần nhớ ba cái cấu trúc các bạn khảo sát trên đây, đó là tiểu não, bể lớn hố sau và da gáy. Thì mình đo đạt như thế nào? Mình sẽ đo đường kính ngang tiểu não nè, nên phát hiện những cái tật tiểu não nhỏ ha. Rồi mình đo bể lớn, đo da gáy. Mình phải cắt bật cắt chuẩn. Các bạn không chuẩn thì các bạn sẽ đo cái da gáy người ta sai. Nhiều khi các bạn sâu xuống dưới cổ quá, các bạn làm cái da gáy nó bị dày đó. Cho nên là mình phải cắt đúng cái mặt cắt yêu cầu, nó sẽ qua tiểu não, bể lớn và da gáy. Rồi mình đo đây. Nhiều đây một cái ca bể lớn hút sau nó giãn lớn ha. Mình thấy đây là cái tiểu não. Đây tiểu não, mình chích ra hút sau mình thấy đây cái vùng bể lớn nó giãn lớn. Thì mình sẽ học kỹ, khi đó bất thường hố sau giãn lớn bắt buộc mình phải cắt mà cắt dọc lại để mình đánh giá cái vùng hố sau này, mình đánh giá cái thùy nhộng coi nó có nhỏ hay không ha. Thì nó sẽ có những cái tiên lượng khác nhau, nó chỉ đơn thuần là nó giãn bể lớn hay nó bị thiểu sản thùy nhộng hay là nó bị đang đi quốc cơ đó. Như đây mình cũng thấy giãn bể lớn hố sau có hình lỗ chìa khóa. Thì giờ mình nghi ngờ nó có thiểu sản thùy nhộng, mình cắt dọc lại mình thấy đây thể chai, như này mình thấy thùy nhộng rất là nhỏ nè. Đó, có nghĩa là nó là thiểu sản thùy nhộng. Cho nên mình phải nhìn cái hình ảnh bình thường cho nó quen thì mình sẽ thấy, mình nhìn vô mình biết đây là, bởi vì là mình phải cắt dọc cho nó ra, mình cắt không ra mình không thấy cái thùy nhộng đâu. Cho nên bắt buộc cái hố sau mà giãn là các bạn phải cắt dọc lại. Các bạn phải tập cái mặt cắt dọc để mình coi cái sừng mũi, mình coi cái dạng của mặt, mình coi cái thể chai và phía sau thùy nhộng. Đó, hoặc là giãn phía sau đây. Thùy nhộng giãn. Thì hố sau lớn thì nhộng có vẻ thiểu sản vì nó giãn hình lỗ chìa khóa, thì mình cắt dọc lại đó, mình cắt dọc lại mình thấy đây là nó bị biến dạng cái thể chai đó. Thì nhộng vậy là nó cũng nhỏ nữa, thiểu sản thì nhộng ha, rồi thiểu sản thể chai biến dạng gọi là dysgenesis của thể chai. Rồi bây giờ mình sẽ qua như vậy ba cái mặt cắt trên đầu, rồi bây giờ mình qua mặt cắt coronal của cái mặt. Thì các bạn coi con mắt á, là các bạn sẽ cắt mặt cắt này. Các bạn nhớ cái hình này của chị dạy mặt cắt mắt. Phải cắt cái mặt cắt này, hai con mắt nó nằm ngang hai bên vậy nè, coronal. Các bạn rất là hay có thói quen là cắt cái đầu xong chích qua hai con mắt nó nằm dọc dài, cái trên cái dưới vậy nè. Thì các bạn sẽ thấy như cái mặt cắt chết vậy là không bao giờ nhìn rõ cái con mắt dưới hết trơn. Phải cắt ngang đứng đúng nghĩa coronal, hai con mắt nằm hai bên. Mình sẽ coi hai nhãn cầu, mình coi thủy tinh thể bên trong, mình coi khoảng gian hốc mắt trong, khoảng gian hốc mắt ngoài để mình coi nó có bị bất thường hay không. Dù đây là những cái mắt gần nhau, đó hay gặp trong holo, hoặc là những cái mắt xa nhau. Rồi nó bất thường con mắt thì các bạn sẽ biết là nó có rất là nhiều dị tật đó. Ví dụ đây là một cái con mắt rất là lớn. Nhớ ra cái hội chứng gì, nó rất là nhiều hội chứng đó các bạn thấy đó. Mắt lớn rất là lớn. Hoặc đây là gì? Bạn thấy nó khác nhau liền. Các bạn phải cắt cái coronal này, các bạn mới thấy đối xứng. Ồ, cái con mắt này nó bị nhỏ, nó đục thủy tinh thể. Còn bây giờ mình không cắt được cái mặt cắt coronal này, mình cắt xéo qua thì con mắt nằm dưới không bao giờ thấy được. Thì sẽ thấy được đây là con mắt này bị nhỏ, con mắt này bình thường. Nó bị nhỏ, tật nhãn cầu một bên. Rồi, mắt xong mình sẽ đi xuống mũi hàm trên. Đây mình sẽ coi cái mũi trên nè. Mình sẽ coi cái cung răng nè, tức là cái xương hàm khẩu cái cứng tiên phát đó. Đây là cái cung răng, đây là khẩu cái cứng thứ phát, cái sau này trước này tiên phát. Thì mình coi cái này mình sẽ thấy nhiều khi là cái cung răng nó mất liên tục, hoặc đây là cái xương hàm dưới. Thì các bạn trên ba cái mặt cắt này bắt buộc phải làm cái này, tại nhất là có sức môi thì mình coi nó có chẻ vòm hay không. Đây, đây sức môi chẻ vòm mình mới cắt cái mặt cắt rõ nền. Ví dụ các bạn hay làm trời máy móc để lâu ngày cái nó không chạy lên sao kỳ vậy nè trời. Đây là cái mặt cắt sức môi đó, chết qua thấy môi mất liên tục nè. Trời ơi là trời, máy sao kỳ vậy. Rồi, nó nghỉ chạy là sao. Đây nè, xương cứng cung răng nó mất liên tục nè các bạn. Hay chị sẽ cho các bạn coi những cái clip sau, khi nào mà có giờ sẽ coi những cái ca dị tật. Hy vọng cái này nó chạy. Bây giờ mình cắt dọc giữa. Nãy là mình cắt coronal rồi mình giờ sang titan. Thì đây là cái mặt cắt rất quan trọng. Mặc dù mình sàng lọc quý 1 rồi, mình đã đo độ mờ da gáy đủ thứ rồi, nhưng mà quý 2 các bạn phải coi lại. Tại vì quý 1 mình chưa coi cái xương mũi đúng không. Quý 1 đâu phải ai cũng coi được cái xương mũi. Thì mình cắt cái mặt cắt dọc giữa, mình sẽ thấy xương mũi nằm ngang, sóng siêu âm vuông góc xương mũi.
Đây mình thấy cái xương hàm trên này thấy chưa? Có nhiều người cắt quý 2 cũng vậy đó, cắt không đúng cái mặt cắt đó, xương hàm trên nó nối lên đây nè. Rồi nhìn không biết có xương mũi gì không. Thì như vậy đây là mặt cắt dọc giữa, mình phía sau mình thấy cái thẻ chai sau đây. Đây là một ca bất sản xương mũi. Xương hàm trên đây, xương trán này, chỗ này có thấy không? Không thấy cái xương gì đây hết ha, nó là bất sản xương mũi đó. Rồi, ví dụ đây là một cái ca mà các bạn thấy có xương mũi không? Xương mũi rất đẹp đúng không? Nhưng mình nhìn là mình thấy cái gì? Cái mặt nó dẹt đó. Nó sẽ có cái trong bài mặt kỹ của bác sĩ Loan dạy cho các bạn cũng rất là kỹ, thì nó sẽ chỉ cho các bạn những cái, bác sĩ Loan sẽ giới thiệu cho các bạn cách đo để đánh giá những cái mặt dẹt cầm nhỏ như thế nào. Nhưng mình nhìn vô quen là mình thấy đây là, tại vì các bạn biết trong sản khoa có những cái các bạn nhìn thôi, chứ các bạn không phải là đo đạt mà là cái con số chính xác đâu. Nhìn để mình cảm nhận đầu tiên, mà nhiều những cái người giỏi kinh nghiệm mình nhìn là nó biết rồi, nó không cần phải đo. Thì có thể có cái dấu hiệu xương da gốc mũi dày, bạn để ý đó, thì nó cũng là một cái dấu mặt cơ của đau đó. Hoặc là đây là cái tật cầm nhỏ ha. Rồi bây giờ mặt cắt khảo sát lồng ngực thì các bạn sẽ học trong bác sĩ tuyến dạy về bài tim. Đó, nhưng mà chị cũng có một cái bài, nếu khi nào rảnh thì chị sẽ nói các bạn bài cái bài hướng dẫn siêu âm tim thai của iSUS, tức là về cái phương diện sản khoa người ta khuyến cáo các bạn làm cái gì. Thì ví dụ trên cái mặt cắt khảo sát lồng ngực thì các bạn cũng sẽ có những cái mặt cắt bốn buồng từ đỉnh. Đây, trên bốn buồng từ đỉnh mình cắt như thế nào, đó, mình thấy buồng thất trái, buồng thất phải như thế nào, nhĩ trái, nhĩ phải như thế nào, van hai lá, van ba lá đóng mở như thế nào, lỗ bầu dục đâu, bách điên nhĩ tiên phát đâu, tâm nhĩ phải, tâm nhĩ trái có tĩnh mạch phổi đổ vào hay không. Đó. Rồi từ bốn buồng từ đỉnh này, các bạn muốn quay qua buồng thoát thất trái, các bạn phải xoay đầu dò, phải di chuyển đầu dò như thế nào đó để cho cái bách liên thất này nó nằm ngang, nó xoay qua mặt cắt bốn buồng nằm ngang với bách liên thất nằm với cái thất phải nằm trên. Thì như vậy từ đó bạn đi ra buồng thoát thất trái, bạn thấy sẽ rất rõ cái buồng thoát thất trái đây, cái sự liên tục của bách liên thất đại động mạch. Còn ví dụ từ bốn buồng này, cái hình của sách có ai suốt đó nhưng mà nó vẽ không đúng đó. Từ bốn buồng từ đỉnh bạn chích ra là cái góc của bạn đi đây, góc này gần như nó đi song song, thì các bạn sẽ nhìn đây rất giống thông liên thất, hoặc như ghi nó không có đọc ra có đó. Cho nên cái đối với cái tim thai nó khó, nó đã rất là bản chất, nó dị tật rất là khó. Nhưng mà nếu cái thế em bé không chuẩn mà mình cắt thì mình cần rất dễ sai lệch. Cho nên các bạn nhớ rằng từ bốn buồng từ đỉnh bạn coi cái gì thì bạn phải xoay ra mà cắt bốn buồng nằm ngang với buồng thất phải nằm trên, thì các bạn mới chắc được cái buồng thoát thất trái nó như thế nào là bình thường. Thì ví dụ trên mặt các bốn buồng có một số bất thường, ví dụ bạn thấy đây này, tim bình thường nó nằm xoay 45 độ bên trái, bây giờ tim nó bị đẩy qua sát vành ngực phải, thì đây là thoát vị hoành, ruột nó lên, dạ dày nó lên ha, tim nó bị lệch qua một bên. Hoặc có những trường hợp ví dụ đây tràn dịch màng phổi nè, tim nó bị đẩy lệch qua. Như vậy cái này không phải dị tật tim, mà do nó bị push qua, nó sai vị trí là do dị tật. Thì đây là những cái bất thường trên lồng ngực, nó làm thay đổi cái trục tim, nó thay đổi cái vị trí tim, chứ không phải là do nó bị bất thường tim. Rồi thì xuống dưới bụng á, thì mình cắt từ dạ dày mà cắt ngang bụng. Thì đây mà cắt ngang bụng mình cần coi cái gì? Coi dạ dày. Trên thực hành đó, các bạn sẽ được hướng dẫn cái cách định vị trái phải mà mình xác định ha. Bên này bên trái, bên này phải, thì mình nhìn lại đúng dạ dày bên trái không? Cái xoang tĩnh mạch cửa, tức là từ tĩnh mạch rốn đi vô, nó xoay qua bên phải, nó có những cái tĩnh mạch cửa trái, những tĩnh mạch cửa phải, trên dưới trước sau gì đó. Rồi mình sẽ thấy động mạch chủ nó nằm phía trước cột sống đây nè, thấy cột sống đây, động mạch chủ bắt buộc phải nằm trước cột sống lịch trái, và tĩnh mạch chủ dưới ở đây nó phải nằm trước cột sống và lịch phải. Thì cái đó là cái định vị bình thường của situs solitis của cái dạ dày. Rồi những cái bất thường mà mình có thể thấy được trên cái mặt cắt ngang bụng này á, là các bạn thấy rằng đối với, ví dụ đây là thoát vị rốn. Rồi cái này nó không chạy nữa rồi, sao kỳ vậy ta. Cái máy này máy cũ là hình ảnh nó nằm sẵn trong đây hết trơn, không thay đổi gì, mà để lâu rồi nó năm mấy tháng không chạy là quay lại nó biến cái hình này đi. Không hiểu cái máy này nó bị cái gì vậy? Chứ đâu phải đổ ra bài mới máy mới đâu, máy này máy cũ mà nó cũng không chạy là sao. Này thoát vị rốn đây, hở thành bụng. Đó, ruột nó nằm tự do trong buồng ối. Hoặc các bạn sẽ biết đây là một cái hẹp tá tràng, mình sẽ thấy hình ảnh dạ dày bóng đôi thông nhau. Rồi nó không chạy luôn. Thì mình sẽ thấy hình ảnh dạ dày bóng đôi thông nhau là tắc tá tràng. Hoặc là mình sẽ thấy ruột nó giãn ha. Toàn bộ ruột non này nó giãn hết. Rồi, hoặc ví dụ như là tắc ruột thấp thì mình thấy hình ảnh nó
cái vị trí ha. Nhiều khi thật sự các bạn chẩn đoán cái vị trí tắc chỗ nào nhiều khi rất là khó, nhưng mà nó ví dụ mình nhìn cái vị trí của cái ruột nó nằm ở đâu, nó nằm ở dưới, nó nằm ở sát thành bụng, cái hình dạng cái ruột, ví dụ bên trong nó có những cái thành vắt lên như vậy thì mình nghĩ nó là cái tắc thấp dưới đại tràng. Hoặc là ví dụ viêm phúc mạc phân xu ha, mình cũng sẽ thấy là nó có dịch bụng, có vôi hóa vân vân. Bây giờ khảo sát hệ niệu thì các bạn nhớ là các bạn cần cắt mặt cắt dọc, mặt cắt ngang, đứng ngang. Dù mình cắt dọc mình sẽ thấy cột sống hai bên, mình sẽ coi hai cái thận, đo chiều dài thận. Mặt cắt ngang, ví dụ đây mình sẽ đo đường kính trước sau của bể thận. Và mình phổ đúp lên, mình thấy hai cái động mạch thận nằm hai bên. Và mình đi xuống dưới mình thấy bằng quang đây có sự hiện diện ha. Thôi nó bị lộn bằng quang hay nó bị những cái bất thường. Ví dụ nó bất sẵn thận ha, không bao giờ có nước tiểu trong bằng quang cho nên mình không thấy cái bằng quang. Chứ không phải nó không có mà vì nó bất sẵn thận, nó không có tạo nước tiểu. Nó không thấy bằng quang ở đây. Rồi bây giờ đây là một cái thận đa nang này các bạn. Nó rất là lớn ha, nhiều nang. MCKD chiếm gần hết cái bụng đó. Hoặc là những cái loạn sẵn thận. Thận lớn, phản âm dày, mất phân biệt tủy vỏ. Hoặc là ứ nước ha, thì mình sẽ học trong cái bài dị tật hệ niệm. Ví dụ đây là nó giãn bể thận, giãn ra tới đài thận nè, rất là nghiêm trọng. Hoặc các bạn thấy có những cái lúc mà nó đến dậy đài cuối á, nó phình lên như một cái nang vậy đó, nó như một cái nang. Thì nếu mà mình không coi từ đầu, mình không biết được nó là cái trướng nước thận đâu, mình tưởng nang thận luôn á ha. Rồi ví dụ đây mình coi những, ví dụ mình coi cái mình thấy nè, thận bên đây nó thiểu sản, nó nhỏ hơn đúng không đó. Mình cắt dọc, cắt ngang. Hoặc ví dụ đây là bất sẵn thận, mình không thấy cái bó mạch thận ở bên đây đó. Tất nhiên trên 2D nhiều khi các bạn cũng nhìn thấy rồi, nhưng mà các bạn phải confirm bằng cái Doppler. Hoặc những cái bất thường van niệu đạo sau, mình sẽ thấy bằng quang căng to, hình lỗ chìa khóa. Cái này mình rất là hay gặp ở 3 tháng đầu thai kỳ. Chắc chắn 100% các bạn phải chẩn đoán được cái gì dị tật này ở quý 1. Mình thấy bạn trong bụng em bé mà có cái mà to thì là to, mình để ý coi có cái dấu lỗ chìa khóa hay không. Thì nó đó, nó là van niệu đạo sau đó, mình đã thấy được từ quý 1 đó ha. Và hai cái bể thận nó giãn luôn nè. Hoặc là lộn bằng quang, nó bị lộn ra, đây là cái bằng quang nó bị đội ra, nó bị đội cái niêm này là cái lớp niêm mạc nó đội ra ngoài trong cái phôi thai, nó không có, nó bị bất thường trong cái giai đoạn phôi thai, nó không có gặp lại, nó kín lại mà nó bị đảo ngược, nó lộn ra ngoài, cho nên đây là cái lớp niêm mạc, mình sẽ thấy đây là cái lớp niêm mạc, đó, thành mạc nằm trong, mình sẽ thấy không thấy bằng quang ở đây, mình thấy một cái khối dày dày ở đây, thì mình mới phân biệt với mấy cái thoát vị rốn. Rồi mình sẽ có một cái bài siêu âm rất kỹ, bác sĩ Châu dạy các bạn về cái cuộc sống, bác sĩ Châu dạy cái bài đó rất là hay ha. Các bạn sẽ học kỹ trong cái bài đó. Nhưng mà đó, mình sẽ coi cái gì, coi đi cắt dọc, cắt ngang, mình coi cái sự liên tục của cái thân sống, mình coi chóp tủy như thế nào vân vân ha. Dù những cái máy mà tốt á, lúc 5 tháng là bạn đã có thể được cái chóp tủy ở đây, nhưng mà phải thật, cái máy thật tốt đó, thì thường nó tận ở đâu khoảng L2, nhưng có khi nó xích xuống cái L3, nhưng mà nó có thể mình đó là những cái dấu thì gợi ý cái chóp tủy bấm thấp, tức là cái trẻ đôi đốt sống thể kính ha. Dù đây là một cái trẻ đôi đốt sống, cha sao nó không chạy gì hết trơn vậy ta. Rồi bây giờ cái nữa là cái đo chiều dài cổ tử cung. Thì các bạn lên cái bài trên web FMF đi, các bạn đọc cái bài mà tầm soát cái cervical á, nó có tiếng Việt luôn chị nói đó. Thì tiêu chuẩn của FMF nè, siêu âm ngã âm đạo nha. Cho nên mình trên bụng là mình chỉ sàng lọc thôi. Mình nhìn sơ sơ mình thấy nó có vẻ dài thì thôi. Còn nếu mà mình không có, nếu ngắn á, là mình phải đo là ngã âm đạo. Thì mình phải siêu ngã âm đạo cho bệnh nhân đi tiểu sạch bằng quang trống, đặt đầu dò ở túi cùng trước, cắt dọc cổ tử cung. Nhận diện niêm mạc cổ tử cung có nghĩa là mình thấy đây là cái niêm mạc, thấy lỗ ngoài lỗ trong. Nhiều khi mình cắt không chuẩn là mình cắt lệch qua hàng bên, cho nên mình phải thấy cái đường kinh nội mạc đây nối từ đây qua đây. Đó, là một cái đường thẳng ha. Thì như vậy là mình sẽ đo, và các bạn nhớ rằng người ta quy ước đối với đo cái chiều dài cổ tử cung á là mình đừng có đè lên, rồi mình đo mình kiểu như mình có cái thời gian á, đo tới đo lui, và nếu mà nó bị ngắn á, thì đo nhiều lần nó cái trị số chắc chắn nó sẽ khác nhau, nhiều khi nó lệch nhau cả 5 mm á. Cùng một người đo mà nó chỉ cách nhau một vài phút thôi nó lệch nhau cả 5 mm. Thì như vậy các bạn quy ước của FMF là mình sẽ lấy cái trị số ngắn nhất,
Và các bạn nhớ là các bạn phải phóng đại lên. Ví dụ đây cái cổ tử cung đây, mình phải phóng lớn lên. Trên cái màn hình mình thấy toàn cái cổ tử cung không? Chứ các bạn không phóng lớn các bạn đo cũng sai ha. Và mình kéo một cái đường thẳng từ lỗ trong ra lỗ ngoài. Cái đó là cái quy ước FMF, đo 3 lần và lấy trị số nhỏ nhất. Nếu đây là một cái cổ bình thường, trời ơi cũng không chạy nữa. Rồi tôi hiệp không biết cái máy lúc này nó bị cái gì đây. Thì các bạn sẽ thấy nè, chị phóng lớn màn hình lên lắm. Bạn thấy đây là gì? Gần như nguyên cái màn hình chỉ thấy cái cổ tử cung thôi. Đây là một cái cổ tử cung bình thường đó. Nó lỗ trong này, lỗ ngoài nè. Mình kéo ra đây nè. Còn đây là cái cổ tử cung hình phễu. Nó ngắn lại. Thì mình sẽ đo cái khoảng cách từ đây tới đây. Đó. Thì như vậy mình sẽ tùy theo. Bây giờ hỏi nhiêu là ngắn 15mm, là ngắn hay 20mm, 25mm. Thì nói chung các bạn cứ nên nhập vô phần mềm FMF. Các bạn tính ra một cái con số cụ thể. Cái người đó bao nhiêu tuần, cái người đó có yếu tố tiền căng sinh non hay không. Mình đo cái chiều dài, mình nhập vô nó sẽ ra một cái risk rồi lấy trên cái số cụ thể nó. Chứ mình không nên lấy cái ngưỡng cut off. Nhưng mà nói chung cái tổ tử cung bình thường là trên dưới 40. Và cái thời điểm 3 tháng giữa đó, thì hiện nay đa số các tác giả, đa số các nhóm nó dùng cái ngưỡng là 20mm. Còn thực sự FMF á, nhiều cái nghiên cứu của FMF trước đây là nó dùng cái ngưỡng là 15mm. Dưới 15mm mới ngắn. Tại vì 15mm thì cái tần suất sinh non nó không khác so với cộng đồng. Trên 15mm đó, cái tuổi thai 3 tháng giữa thì cái tần suất nó không đáng kể. Ví dụ bình xuất tần suất sinh non 2% thì lên 16, lên 15mm trở lên đó, 15 đến 20 nó tăng khoảng vài phần trăm. Cho nên nó nói không đáng kể, không khác biệt. Và nó dùng cái mốc là 15. Đó, thì những cái nghiên cứu trước đây là khi nó dùng nghiên cứu, nó dùng cái ngưỡng cut off. Nhưng mà hiện nay thì đa số các mọi người thì dùng cái mốc là 20. Tại các bạn biết rằng bây giờ nói chung thật sự cái dọa sinh non nó cũng là một cái vấn đề mà nhiều khi can thiệp nó rõ ràng như thế nào cũng không biết. Nhưng mà các bạn thấy rằng các hãng thuốc thì nó rất là muốn bán thuốc đó. Cho nên là mình phải đo, mình phải dùng cái ngưỡng cut off sao để nó còn xài thuốc chứ hả. Đó là cái thực tế nó như vậy. Thì đối với cái serum, cái đây là cái iSuốt nè. Tức là đây là cái bài này, nó nguyên một cái bài dịch ra tiếng Việt á, trên trẻo iSuốt đó. Thì nó có cái đây là slide tóm tắt là những cái cấu trúc mà mình cần khảo sát ở serum quý 2. Thì thật sự những cái mà như chị nói với các bạn vậy đó. Tất nhiên nhưng mà người ta sẽ làm cũng như vậy thôi. Nhưng mà tất nhiên người ta làm kỹ hơn, người ta cắt mặt cắt chuẩn hơn. Còn nhiều khi mình làm nhanh, mình không có thời gian á, thì cái đường cắt của mình có thể là nhiều khi nó nhanh hơn. Hoặc là nhiều khi nó không có được coi hết là do cái kỹ thuật cắt của mình. Nhưng mà nói chung người ta cũng khảo sát như mình thôi. Thì đó là cái bài serum quý 2. Rồi các bạn chắc mình có hỏi gì không ha? Alo. Rồi em bảo là nói đi em. Ai đặt câu hỏi cứ nói đi ha. Alo. Nói đi chị nghe mà. Dạ vâng, em xin hỏi bài trước, hỏi về mấy câu, 4 câu này. Câu thứ nhất em hỏi là cái chọc ối, cái giá trị của nó có được 100% không? Cái độ nhạy có được 100% không? Cái gì thứ em? Hai là cái chọc ối á, cái bài trước ạ. Alo. Giá trị của chọc ối hả? Tức là cái độ nhạy của nó có được 100% không ạ? Alo. Rồi chị nghe, rồi nói đi. Cái độ nhạy có được 100% của cái chọc ối không? Đấy là câu hỏi thứ nhất ạ. Câu hỏi thứ hai em hỏi cô là cái xét nghiệm về cái sinh hóa trong cái tiền sản giật á, khi nào thì mình lên xét nghiệm cái sinh hóa đó hay là thường quy? Cái nữa là về cái câu về chuyển ngày chuyển phôi ấy, thì nó có phải cái ngày chuyển phôi nó chính bằng cái tuổi thai khi mình đo không? Tức là mình lấy cái con số đó là chuẩn nhất rồi, trường của cái bệnh nhân IVF á. Cái câu hỏi thứ tư em hỏi đó là cái về động mạch tử cung ạ. Mình lấy về cái mốc và nó là cái PSV là trên 60 á. Tức là cái đó để xác định cái động mạch tử cung ấy. Thế nhưng mà nếu mà mình chưa nhắc đến cái góc Doppler nó có ảnh hưởng cái chỉ số đó thì mình thế nào ạ? Thì tức là để phân biệt thì mình lấy góc Doppler là bao nhiêu? Dạ vâng, thế em xin hỏi. Rồi, thứ nhất câu hỏi của bạn đầu tiên là chọc ối. Thì chọc ối được coi là tiêu chuẩn vàng đó bạn. Tất nhiên nó sẽ tùy theo từng cái lab, nó tùy theo cái kỹ thuật. Nhưng chọc ối được xem là tiêu chuẩn vàng. Tất nhiên nó chính xác là 99,99%. Nó nói bị đau là nó đau. Tại vì nó là tiêu chuẩn vàng. Nhưng mà bất kỳ một cái xét nghiệm nào nó cũng có một cái sự
tùy theo cái labo. Chị thì chị không có chuyên sâu về những cái đó, nhưng mà đối với bất thường hình thái học, bất thường dị tật nghi về di truyền, khi bạn làm NIP dù bạn có 99% đi nữa, các bạn vẫn confirm là chọc ổi, và đó là tiêu chuẩn vàng. Còn bây giờ cái lab đó nó như thế nào, bên Mỹ nó khác các bạn, bên Việt Nam nó khác, mình phải chấp nhận cái sự tương đối đó. Và tất cả những cái kết quả là kết quả chọc ổi nó đều có chú thích dưới đó, kỹ thuật gì, độ nhạy nhiều, độ đặc hiệu nhiều, nó tùy, nó có với hết để nó bảo vệ nó. Lỡ nó sai làm sao, nó cũng có sai chứ, không có cái gì mà không sai, y học không có tuyệt đối được. Nó là tiêu chuẩn vàng mà vẫn sai. Giải phẫu bệnh sai không? Sai rất nhiều. Giải phẫu bệnh sai rất nhiều. Nó mổ ra nó vậy đó mà rồi á, ra siêu âm nghi ngờ chẩn đoán em ra, chẩn đoán giải phẫu bệnh ra khác hẳn. Rồi cái rồi sau hồi mà cuối cùng bệnh nhân quay lại, nó di căn tùm lum. Vậy là giải phẫu bệnh sai, đúng rồi. Giải phẫu bệnh là tiêu chuẩn vàng vẫn sai mà ha. Cho nên cái câu đó mình phải hiểu, y khoa nó có những cái mới hạn. Rồi thứ hai là giai đoạn tính tuổi thai. Bây giờ nói với những người có thụ tinh ống nghiệm, người ta chuyển cái phôi đó ngày mấy vô, cái ngày mấy người ta phải biết dự sanh chính xác. Và FMF, xin lỗi, iSuột, nó ghi rất rõ trong cái bài siêu âm quý 1. Các bạn nên về đọc cái bài siêu âm quý 1 của iSuột. Dự sanh chính xác nhất là đo độ mờ da gáy tuổi thai 10, xin lỗi, đo chiều dài đầu mông 10 đến 13 tuần 6 ngày. Trừ những người đã thụ, trừ những người làm thụ tinh ống nghiệm, biết chính là biết cái ngày chuyển phôi, biết cái tuổi thai. Cái đó không bàn cãi. Tại vì bạn đo độ mờ da gáy, bạn đo chiều dài đầu mông, bạn vẫn sai mà. Bạn đo cái lúc người này đo khác, người kia đo khác, em bé nó cong lại, đo nó ngắn ra, em bé ưỡn ra, nó dài ra, nó vẫn sai số cộng trừ 5 ngày. Mình mở cái trong cái bài iSuột của hướng dẫn siêu âm quý 1, mình sẽ thấy người ta ghi trong đó siêu âm quý 1 là chính xác nhất trong dự sanh, nhưng cộng trừ 5 ngày. Nó chính xác nhưng mà nó cộng trừ 5 ngày đó. Là do mình đo sai, thế em bé nó không chuẩn, vẫn đo, và nó có những cái sai số trong đó. Còn bây giờ thụ tinh ống nghiệm rồi, cứ tính theo cái đó, đừng có đi tranh cãi với thụ tinh ống nghiệm chi cho nó mệt. Còn lại tất cả là 10 đến 13 tuần 6 ngày đo chiều dài đầu mông. Và nhớ những cái chuẩn nào FMF hay là iSuột nó quy ước, cái mặt cắt đo như thế nào, phóng lớn như thế nào, đặt vị trí con trỏ như thế nào, mà cắt dọc giữa như thế nào, kéo như thế nào, cộng trừ 5 ngày. Rồi, câu thứ 3. Động mạch tử cung phải không? À, bây giờ cái sóng đối với tất không phải đo tính không phải đo cái chỉ số PI động mạch tử cung không, mà PI động mạch rốn lẫn PI não, thì người ta không có quan trọng đến cái góc quét, cái góc người ta chỉ không có cái góc sóng siêu âm nó đi song song, chỉ trừ trường hợp trong các trường hợp bạn tính đỉnh tâm thu não giữa PSV. Trong những cái trường hợp bạn làm nghi ngờ em bé thiếu máu, hoặc trong hội chứng thiếu máu đa hoàn cầu, hoặc trong những cái nguyên nhân ví dụ bướu máu nhau nó gây thiếu máu vân vân, hoặc là em bé nghi ngờ có thiếu máu bào thai, thì các bạn đo cái đỉnh PSV á, là nó có nghiêm ngặt, nó yêu cầu là cái sóng siêu âm nó phải đi song song với cái động mạch tử cung, cái động mạch não giữa, có nghĩa gần như cái sóng nó đi trùng hoặc là dưới 30 độ. Còn đối với đo tính chỉ số PI, tức là vận tốc đỉnh tâm thu từ trăm trường và chia cho min, thì nó nói dùng tỷ số, có nghĩa là nó triệt tiêu với nhau, nó không quan trọng cái góc quét. Ngay cả cái PI động mạch não giữa cũng vậy, ngay cả cái chỉ số PI của động mạch tử cung cũng vậy. Nó chỉ yêu cầu các bạn cắt đúng với vị trí quan trọng nhất, đó là các bạn đặt cái vận tốc trên 60 cm/giây, các bạn đặt cái gây 2 cm/giây, 2 mm. Bạn nhìn trong cái slide đó, FMF yêu cầu như đó, mình làm như đó thôi. Mình cố gắng mình làm cho đúng như vậy là tốt rồi, mình không phải cần làm dư đâu ha. Nó không có yêu cầu cái góc quét, vì nó là chính chỉ số PI, không phải PSV, mà không phải PI của động mạch tử cung không. PI động mạch rốn, PI động mạch não giữa đều không quan trọng với cái góc. Nó chấp nhận, nó chỉ yêu cầu mình đặt đúng vị trí và mình cái sóng nó đều, người mẹ cái sóng nó đều, em bé nó không nhúc nhích. Nhiều khi em bé nó nhúc nhích là sóng nó bị gọi là nó sóng nó không đều, thì mình phải chờ 50 phút mình cho em bé nó, hoặc là qua cái giai đoạn đó, miễn là cái sóng mình đều ha, và mình đặt cái chuẩn. Hỏi câu gì nữa chị quên rồi. Dạ, à, câu rồi hỏi cái câu gì nữa. Cái góc Doppler của em mình cuối cùng là lấy bao nhiêu cô? Còn cái câu nữa là chị nói cái góc Doppler là chị chỉ nói chị yêu cầu trong trường hợp PSV là nó dưới 30 độ đó, gần như các bạn chỉnh cái sóng nó đi dưới 30 độ từ 0 đến 30 độ đó. Còn đối với các bạn tính chỉ số PI nó không yêu cầu cái góc Doppler. Được, vâng.
cái câu hỏi nữa em hỏi là cái xét nghiệm sinh hóa dành cho cái bệnh nhân tiền sản giật ấy, khi nào mình sử dụng cái xét nghiệm đó hay là thường quy ạ? À, bây giờ cái chuyện sàng lọc tiền sản giật thì nãy chị đã nói các bạn rồi. Cái vấn đề của các bạn là các bạn sàng lọc, thì sàng lọc ứng dụng trên cộng đồng và đúng theo như cái phác đồ của FMF. Mục đích mình sàng lọc ra để mình dự phòng thì mình áp dụng trên cộng đồng chứ đâu phải đối tượng nào mình làm. Tất cả các thai phụ đều được, bây giờ nhiều trung tâm đã khuyến cáo rồi, ngay cả tự vũ cũng làm sàng lọc tiền sản giật. Ai cũng làm hết, giống tới tuổi đi đo độ 10 nhà gái thì tới cái tuổi đó đi làm tầm soát tiền sản giật thôi. Còn bây giờ nếu cái đơn vị của mình á, mình chưa có khả năng đo, mình chưa có làm cái PLGF, hoặc là mình không có người, mình ngồi đó mình đo huyết áp, rồi mình sau đó mình dự phòng aspirin thế này kia, mình chưa có theo cái quy trình thì mình không làm, tùy theo mỗi đơn vị thôi. Còn bây giờ quốc tế là người ta đã khuyến cáo làm rồi đó, thường quy rồi đó. Dạ vâng, em cảm ơn cô. Hello. Các bạn khác có hỏi gì không? Các bạn thật sự nó là một cái, nhất là cái bài siêu âm quý 1, cái bài sàng lọc nó rất là nhiều cái thông tin, và có thể các bạn sẽ thấy nhiều cái nó phải cần đọc lại lắm, thì các bạn cứ lên cái trang web MMF đó. Thì những cái chị nói với các bạn nói chung là chị đã cố gắng cô đọng và nói chung là tóm gọn lại ha, những cái kỳ. Còn bây giờ mình sẽ đọc nhiều lắm, đọc một chục lần trên FMF đi, mình thấy nó vỡ ra nhiều thứ lắm. Còn bây giờ mình nghe có thể rất là hay, nó bay lỗ tai này, nó bay ra lỗ tai kia liền luôn á. Cho nên á, là mình muốn mình ứng dụng được, mình muốn mình thấy mình ấy là mình phải lên mình đọc bài, nghe lại. Alo. Rồi mình lên trên cái FMF nó 100 slide trên đó đó. Alo. Rồi 11 rưỡi rồi, nếu các bạn không có gì thì mình nghỉ ha. Thì cái ngày mai là mình sẽ học cái bài gì siêu âm dị tật hệ thần kinh trung ương phải không? Với cái bài xuất huyết 3 tháng cuối thai kỳ. Thì ngày mai mình sẽ học tiếp. Vậy thôi các bạn nghỉ đi, rồi các bạn coi bài trước đi, rồi cần gì thì các bạn ngày mai các bạn sẽ hỏi tiếp nha. Dạ, cảm ơn cô ạ. Rồi thôi chào các bạn. Cảm ơn cô, chào cô.